không đành vì nước hy sinh cho muôn đời cầu thuốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui đón, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xanh cờ đỏ hồn thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu quý dân miền, quên thân mình ngày ngày chung lo biên cương. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xây cờ đồ hồn thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu.
này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con, chỉ vượt đèo cao có bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha trong thân đen đen trong chốn ngục sâu. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói gương ông cha đúng chí tài trời, nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa cũng chết trong tôi, một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi vang và xa hai tiếng tự do, người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói gương ông cha đúng chí tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai nói sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tù, một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới xanh, người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài, người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Chúng tôi kính chào lại quý đồng bào trong và ngoài nước. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ lại bức thư thông tư của ngày 13 tháng 4 năm 2021. Và chúng tôi sẽ giảng về trưng cầu dân ý để cho đồng bào Việt Nam của chúng ta ý thức ra được cái việc trưng cầu dân ý nó quan trọng đến như thế nào. Và tại sao dân tộc chúng ta phải trưng cầu dân ý. Thì trước khi đi vào cái đề tài đó, chúng tôi xin đọc lại cái bài thông tư của ngày 13 tháng 4 này. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ không làm khổ dân, PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Thông tư ngày 13 tháng 4 năm 2021. Hiểu biết và nhận thức quan trọng về vị lãnh đạo. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, bọn Tàu Cộng và Tà quyền Cộng sản Việt Nam rất hoảng sợ khi nhận được tin tức hai phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ Phó hội. Chúng đã vung vãi ra những bản tin láo xạo, khủng bố để tìm cách gán ghép cho các hoạt động đầy chính nghĩa và nhân bản của chúng ta. Nhưng Cộng sản đang thất bại cay đắng vì tất cả thành viên đều nắm vững và hiểu rõ chính đặc tính của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, đã được liên tục thuyết giảng trong phòng FCC. Những bản chất nhân đạo, độ lượng, sáng suốt đầy tình người của Ngài còn thể hiện qua chính sách và đường lối dân chủ, ôn hòa của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy,
Số lượng ghi tên tham gia đón ngày hồi hương hiện đã lên đến 924.869 người đang hồi phục chính thể Việt Nam Cộng Hòa, mang sinh khí cho toàn dân Việt Nam yêu chuộng công lý và hòa bình. Chính hành động căn bản nói lên tính chất và đặc điểm sáng suốt, nhân đạo, độ lượng của Đức Quốc Công, luôn vì người quên mình, chỉ lo nghĩ cho tha nhân. Điều 1. Dù là người ốm yếu, bệnh suyễn kinh niên, nhưng khi tình hình đất nước nguy ngập, chiến sự gia tăng, Ngài đã tình nguyện nhập ngũ năm 1971, sinh ra chiến đấu tại địa đầu giới tuyến Quảng Trị để đương đầu với cộng quân bảo vệ tổ quốc. Điều 2. Trên đường hành quân, khi nhìn thấy một tên cộng quân còn quá nhỏ, chỉ khoảng 14 tuổi, đang bị thương nằm trong hố cá nhân, Ngài đã cúi xuống vòng lên nhưng bị nó chém một mã tấu lên đầu. Nhưng Ngài đã không bắn nó mà còn ra lệnh cho binh sĩ thuộc quyền tiếp tục cứu thương cho nó. Điều 3. Khi nhận lệnh giải tán, Ngài đã bảo toàn đơn vị, rút 53 binh sĩ thuộc quyền về nơi an toàn để tất cả bình yên trở về lo cho gia đình. Điều 4. Bất kể an toàn và mạng sống của mình trước họng súng của công an, Ngài đã phóng xuống sông, lái tàu lùi lại cho tất cả trên 200 thuyền nhân đang bị bỏ lại trên bờ, được lên tàu VNKG 0602 an toàn. Điều 5. Khi trời giông bão, thuyền sắp chìm, Ngài vẫn bình tĩnh, thương lượng chấp nhận một mình hy sinh chết với con thuyền theo luật hàng hải, để bàn giao sinh mạng 523 người còn lại cho tàu Tây Đức cứu vớt. Ngài cũng đã cho gia đình mình lên sâu cùng để mọi người không nhốn nháo và bình tĩnh sắp xếp, chỉ huy mọi người lên tàu an toàn. Hành động và nghĩa cử của Ngài khiến cho thuyền trưởng tàu Tây Đức kính phục, mời Ngài lên tàu, nhưng khi nghe tin còn một cụ già bị bỏ lại dưới hầm thuyền VNKG 0602. Ngài đã nhảy xuống thuyền của mình để tìm kiếm, để rồi bị bỏ lại một mình. May thay, tàu Tây Đức đã quay lại đón Ngài. Điều 6. Dùng tất cả tài sản để giúp đỡ, an ủi, chia sẻ với đồng bào trong 17 trại tị nạn Cộng sản vùng Đông Nam Á. Điều 7. Chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc gia đình, tiền tài, danh vọng để ẩn tu thiền định trong sa mạc Adelanto hơn 20 năm để tìm đường giúp dân cứu nước, đem an bình cho thế giới. Điều 8. Ngài lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với chủ trương lấy lại đất tổ, không làm khổ dân và đường lối Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt rất minh sáng, độ lượng, ôn hòa và nhân đạo, và đã thay mặt toàn dân Việt Nam dựng bia thờ ngũ vị thần tướng, các chiến sĩ vô danh và đồng bào Việt Nam đã hy sinh vì đất nước và trên đường tìm tự do. Ngài đồng thời cũng đã cho xây lục giác đài tại tụ nghĩa đường để tri ân 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mình trên quê hương Việt Nam vì lý tưởng bảo vệ tự do. Điều 9. Ngài cống hiến sách lược trưng cầu dân ý để giao cho toàn dân quyền quyết định vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam một cách hòa bình, dân chủ, sáng suốt và khôn ngoan, theo đúng công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. Một người hiền lành, nhân hậu, toàn bích như vậy, không thể là loại khủng bố như nòi Cộng sản Việt Nam gian ác, lếu láo. Yêu cầu tất cả quý thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đều nắm vững và hiểu rõ chính đặc tính này của Đức Quốc Công để thuyết giảng hay trình bày trong FCC, trong livestream và tất cả các cuộc tiếp xúc. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì kính thưa quý đồng bào, chúng tôi hôm nay xin thuyết giảng về điều thứ 9, là nói về Đức Quốc Công đã cống hiến sách lược trưng cầu dân ý
để giao cho toàn dân quyền quyết định vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam một cách hòa bình, dân chủ, sáng suốt và khôn ngoan theo đúng công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. Thì kính thưa quý đồng bào, thì như chúng ta đã biết đó, trong quá khứ lịch sử của nhân loại luôn và đương nhiên là trong lịch sử của Việt Nam của chúng ta có bao giờ thấy một cuộc chống giặc ngoại xâm cướp nước Việt Nam của chúng ta mà chúng ta không can qua một cuộc chiến không? Chúng ta hãy coi lại tất cả những lịch sử của quá khứ của nhân loại. Lần nào mà giặc đến nhà cướp nước Việt Nam của chúng ta là dân và quân cùng đứng lên. Thì cho chúng ta thấy qua cái lịch sử cận đại cũng vậy. Chúng ta thấy bất kể một cái cuộc cách mạng nào đều phải tiêu tốn rất là nhiều xương máu của đồng bào, của người dân mới giành lại, mới lấy lại được cái chủ quyền và dựng nên một cái chính thể hoặc là do người dân bầu lên, đó là tùy theo cái thể chế ở cái mốc thời gian như trong quá khứ và hiện tại. Thì cho chúng ta thấy đó là thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng qua một cuộc trưng cầu dân ý và bầu cố tổng thống Ngô Đình Diệm lên để lãnh đạo đất nước miền Nam của chúng ta. Và qua sau khi ngài bị giết năm 63 thì sau 4 năm là đến năm 67 thì cũng qua một cuộc trưng cầu dân ý để bầu lên Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chúng ta thấy khi mà toàn dân Việt Nam, ít nhất là đồng bào miền Nam, đã chấp nhận bầu lên một vị lãnh đạo, nhưng chúng ta thấy thì kẻ thù của chúng ta là Tàu Cộng, nó có thực sự để cho dân tộc chúng ta làm như vậy hay không? Thì dựa vào công pháp và luật pháp kêu là Hiến chương Liên Hợp Quốc và công pháp quốc tế đó, thì đương nhiên một cái đất nước, cái chủ quyền của đất nước là phải do người dân quyết định và đã nêu rõ ràng như vậy. Và chúng ta coi lại lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam của chúng ta từ cái việc mà nước Pháp kêu là quân thực dân Pháp đó, nó cướp nước Việt Nam của chúng ta và nó cai trị đó Việt Nam của chúng ta và nó đày vua của chúng ta như thế nào. Rồi đến trong đệ nhị thế chiến là quân phiệt Nhật vào trong nước Việt Nam của chúng ta, họ giống như là đày đọa dân tộc Việt Nam của chúng ta như thế nào. Và đương nhiên cuối cái đệ nhị thế chiến đó và bước vào trong một cái tình hình cũng rối ren về chính trị của đất nước Việt Nam của chúng ta, thì toàn dân chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý. Chỉ có người dân miền Nam là được hai lần trưng cầu dân ý. Lần thứ nhất là trưng cầu dân ý để bầu lên cố tổng thống Ngô Đình Diệm và lần thứ hai là cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà thôi. Thì như chúng ta đã biết đó, sau 30 tháng 4 năm 75 thì Cộng sản và Tàu Cộng đã cướp toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của chúng ta. Cho đến một cái thời kêu là một cái thời khắc, một cái thời điểm lịch sử của nhân loại nói chung và của dân tộc Việt Nam của chúng ta nói riêng là cái sự kiện năm 1989 khi Đức Quốc Công lột mặt nạ Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Thì cho chúng ta thấy, chúng ta quay ngược lại trong cái thời năm 45 cho đến năm 75, trong 30 năm đó, chúng ta thấy biết bao nhiêu bom đạn đã đổ vào trong nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết, coi lại biết bao nhiêu gia đình phải ly tán, biết bao nhiêu gia đình con thì theo Cộng sản Bắc Việt, trong đó cũng có theo Việt Nam Cộng Hòa miền Nam. Có là một gia đình nhưng mà lại có người trong gia đình là anh em, người theo Bắc, người theo Nam. Đó thì chúng ta thấy trong cái việc mà lịch sử của chúng ta là cái tên Dương Văn Minh. Đó thì cho chúng ta thấy Dương Văn Minh là cũng theo Việt Nam Cộng Hòa. Rồi em của Dương Văn Minh thì theo Cộng sản. Và cuối cùng Dương Văn Minh cũng là người giống như là làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa, ăn cơm quốc gia nhưng thờ ma Cộng sản.
để cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đi đến cái việc mất nước và bị Tàu nó cai trị. Thì để cho tương lai khi Đức Quốc Công về lãnh đạo đất nước, tất cả những cái vấn đề lịch sử sẽ được viết lại để cho bạch hóa cho đồng bào Việt Nam của chúng ta hiểu rõ lịch sử sự thật, chứ không phải là những cái mà bây giờ chúng ta biết qua Cộng sản Việt Nam nó tuyên truyền và Tàu Cộng nó tuyên truyền. Để nói về cho đồng bào biết là Đức Quốc Công đã thắng cái đơn kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ thì chúng ta đã mặc định Hồ Chí Minh là thằng kêu là Việt gian Hán tặc Hồ Chí Minh rồi. Nói như vậy thì cái chiến lược trưng cầu dân ý là cái chiến lược cuối cùng để cho đồng bào chúng ta thể hiện cái trách nhiệm của cá nhân của mỗi người. Nhưng trước khi mà chúng tôi trình bày về cái việc này, chúng tôi xin trình bày là tại sao Đức Quốc Công phải hy sinh như thế nào mà để ngày hôm nay chúng ta có một cái cuộc trưng cầu dân ý mà kẻ thù của chúng ta nó không làm gì được. Không chỉ đơn không có phải đơn giản như đồng bào nghĩ là đưa ra một cái cuộc trưng cầu dân ý mà kẻ thù chúng ta nó không dám làm gì đâu. Như chúng ta đã biết đó, chúng ta đã có hai lần trưng cầu dân ý ở miền Nam mà chúng ta cũng đã bị kẻ thù của chúng ta xâm lăng và cướp toàn vẹn lãnh thổ. Mà ngày hôm nay chúng ta đã, dân tộc chúng ta đã bị Tàu Cộng nó cai trị, Cộng sản Việt Nam là tay sai cho Tàu Cộng mà thôi. Chúng ta nên nghĩ về cái việc đó. Thì qua cái việc trưng cầu dân ý chúng ta thấy đó, ngay từ khi mà Đức Quốc Công lột mặt nạ Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, thì nhiều khi chúng ta biết nhiều cái mảnh vỡ để chúng ta ráp thành một cái bức tranh, nhưng có nhiều cái bức tranh trong chính phủ mà chúng ta chưa có như là đủ thời gian mà để chúng ta ngồi và chúng ta nghiền ngẫm lại. Như cái bài thơ Độ mà chúng tôi đang trình bày lên đây để cho đồng bào thấy đó, là Đức Quốc Công làm cái bài thơ Độ này đó, là năm 1989. Nó có nhiều cái ngẫu nhiên đó, chúng ta phải nghĩ nó có nhiều cái ngẫu nhiên ở trong này. Và chúng ta thấy đó, trong Sấm Ký Thiên Thơ đó, cũng Tiên Thánh Phật thì không phải là ngẫu nhiên nữa, vì Tiên Thánh Phật là những người đã nói cho chúng ta biết hàng trăm năm trước rồi, chứ không phải là mới đây. Thì trong cái Sấm Ký Thiên Thơ, trong bài Sấm Ký Thiên Thơ có nêu rõ về cái khoảng thời gian luôn, là bắt con rắn nhỏ để thầy đi câu, và chúng tôi đã trình bày với đồng bào. Bắt con rắn nhỏ đó là năm Kỷ Tỵ, năm 1989, đó khi Đảng Cộng sản Việt Nam đưa Hồ Chí Minh ra Trung tâm Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO để vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, danh nhân văn hóa thế giới. Thì tại đó là Đức Quốc Công đã lột được mặt nạ Hồ Chí Minh. Nhưng tại sao phải là Đức Quốc Công mà không phải là bao nhiêu triệu người đồng bào mình lột mặt nạ Hồ Chí Minh? Vì Đức Quốc Công bước ra ở cái cuối của cái sự kiện đó, là vì khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa Hồ Chí Minh ra Trung tâm Văn hóa UNESCO để vinh danh á, thì người Việt quốc gia ở hải ngoại cũng đã gửi cả tấn thư lên Trung tâm Văn hóa UNESCO để kể tội của Hồ Chí Minh. Nhưng mà thực sự họ thất bại ê trệ. Đó, vì cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó có nhiều cái biện, kêu là biện luận hoặc là ngụy biện đó, để nó tránh đi những cái việc đó. Và đương nhiên là trong luật pháp thì ra ngoài luật pháp mới biết được. Chứ thực sự ra những gì mà mình biết nhưng mà mình không có chứng minh được ở ngoài luật pháp thì mình đâu có buộc tội được cái người đó, nhất là những cái nước tự do dân chủ. Bởi vậy ở hải ngoại đó, nó có một cái luật của những nước tự do dân chủ đó, là phải chứng minh được cái người đó có tội thì mới bắt được họ và phạt được. Đó, thì đâu có như giống như Việt Nam là quăng mình vô tù rồi, rồi từ trong tù rồi mới kêu mình chứng minh, đã vô tù rồi thì sao mình chứng minh được. Đó, nên ở hải ngoại nó có cái luật, dù biết rằng đó, cái tên đó nó giết người, nhưng mà không đủ bằng chứng thì không thể buộc tội nó được.
hoặc là những cái thành phần mà buôn bán xì ke ma túy cũng vậy đó. Nên cái việc mà ra tòa rồi đó thì nó có sự công bằng là giữa hai bên tranh luận với nhau, là những cái người mà luật sư này kia nọ, nó những người mà luật sư cãi đó, đó là Việt Nam mình thì có thể kêu là những ông trạng đó, là những cái luật sư cãi, hoặc là ở nước ngoài nó có những cái người mà barrister, là mấy người mà chuyên cãi ở ngoài tòa. Thì qua cái tranh luận ở ngoài tòa mới biết được là thắng thua. Chứ thực sự ra đó, mình nghĩ là mình có đủ bằng chứng để buộc tội Hồ Chí Minh, nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại thời bấy giờ đã làm. Nhưng mà thực sự không có buộc tội được Hồ Chí Minh, nhất là mấy cái tội cướp của giết người. Đó, cướp của giết người thì Đảng Cộng sản, như chúng tôi đã trình bày với đồng bào, Đảng Cộng sản nói Hồ Chí Minh chết rồi đâu có của cải gì đâu. Đó, còn cướp kêu là cướp của mà kêu giết người, còn nói về tới giết người đó thì Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản cũng là bình luận, tranh luận hoặc là ngụy biện. Đó là một cái trận đánh của Nọ Pha Luân đó là cũng chết mấy chục ngàn người trong một thời gian ngắn, trong khi nước Việt Nam mình đó, kéo dài 20 năm mà chết trên dưới dụ như gần 3 triệu mấy, tính ra một ngày cũng đâu chết bao nhiêu người đâu. Nó có đủ cái lý do nó ngụy biện hết. Rồi nói là Hồ Chí Minh ăn cắp đạo văn đó, thì văn mà, thì cái nào trước cái nào sau, sao mà chúng ta phân biệt được. Rồi nói đến mà hãm hiếp phụ nữ thì Đảng Cộng sản cũng nói là chỉ có nạn nhân mới có thể đứng ra kiện, mà nạn nhân mà không những kiện mà phải lấy thử những cái kêu là lấy những cái tinh trùng đó, của từ cái cửa mình của người bị hại đó thì mới thử này kia nọ thì mới có thể kiện được. Chứ những cái việc đó thì làm sao mà có thể kiện được Đảng Cộng sản Việt Nam và thằng cầu cộng là Hồ Chí Minh. Đó, nên nhiều khi chúng ta phải thấy cái sự kiện này là tại sao phải là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì Sấm Ký Thiên Thơ, Tiên Thánh Phật cũng nói cho chúng ta biết, bắt con rắn nhỏ để thầy đi câu. Nó có nhiều cái việc mà ngẫu nhiên như chúng ta thấy nó cộng lại. Và chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó, là Tiên Thánh Phật qua Sấm Ký Thiên Thơ thì không có ngẫu nhiên. Nhưng chúng tôi đó thấy những cái bài như bài thơ độ của Đức Quốc Công làm năm 89 thì cũng là ngẫu nhiên, là năm 89 là cái năm bắt con rắn nhỏ, là cái năm mà Đức Quốc Công lột mặt nạ Hồ Chí Minh tại UNESCO, Trung tâm Văn hóa. Thì cho chúng ta thấy đó, ở cái thời điểm đó thì khi mà lột được mặt nạ Hồ Chí Minh thì chẳng khác nào Ngài đã nhìn ra được là dân tộc chúng ta đang bị tàu cai trị. Đồng bào thấy chưa? Khi mà lột được mặt nạ Hồ Chí Minh, vì trước đó đồng bào chúng ta đâu có biết Hồ Chí Minh là tên Tàu Cộng đâu. Cứ nghĩ nó là Nguyễn Ái Quốc, nghĩ nó là người Việt. Đó. Nên cuối cùng rồi đó, khi mà Ngài lột được mặt nạ Hồ Chí Minh, thì lúc đó đó Ngài đã biết được là dân tộc chúng ta đang bị tàu cai trị. Bởi vậy cái bài thơ độ là Ngài nói là bá tánh lầm than lòng khổ đau, ngặt vì nghiệp chướng tự chôn sâu. Đó, cái nghiệp chướng này là cái nghiệp chướng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngặt vì cái nghiệp chướng này, có thể Ngài đã nhìn thấy được cái viễn cảnh tương lai của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta thấy cái nghiệp chướng của dân tộc chúng ta là gì? Là thờ giặc tàu làm cha già dân tộc. Cái đó là nghiệp chướng tự chôn sâu vào trong đáy lòng của chúng ta. Chúng ta tự ngộ nhận. Đó, đồng bào thấy chưa? Đó là cái nghiệp chướng mà Đức Quốc Công đã thấy ra được cái viễn cảnh đó từ năm 1989 lận. Lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có đưa Hồ Chí Minh ra Trung tâm Văn hóa UNESCO để vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới thôi. Và bây giờ sau 30 năm, hơn 30 năm thì chúng ta thấy đó, từ một cái thằng kêu là Việt Giang mà bị lột mặt nạ xuống, mà bây giờ đã sau khi mà lột mặt nạ rồi đó, mà bây giờ nó còn biến được cái thằng Việt Giang hán tặc đó trở thành cha già dân tộc của đất nước Việt Nam của chúng ta, của đồng bào Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta nghĩ có đó có phải là cái nghiệp chướng không? Ngặt vì cái nghiệp chướng và tự chôn sâu là tự cá nhân chúng ta ngộ nhận hoặc là chấp nhận.
Dù chúng ta không muốn, nhưng chúng ta chấp nhận vì chúng ta không đứng lên, thì đồng thời chúng ta chấp nhận. Và chúng ta giống như là để cho kẻ thù chúng ta nó cai trị mình, nó bóc lột con cháu mình. Nên bây giờ nó trở thành một cái kiếp nạn. Mà bây giờ muốn thoát cái kiếp nạn này đó, thì phải chờ có thế. Thì lúc đó, khi có thế rồi, thì mới nói đến là nhân hòa. Vì thời thì chúng ta đã có, như chúng tôi đã trình bày với đồng bào. Thời tức là Thượng Đế đã ban tặng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta một vị lãnh đạo thương dân yêu nước, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân, là chúng ta đã có thời. Nhưng chúng ta chưa có thế. Nếu chúng ta chưa có thế mà chúng ta muốn người dân đứng lên thì chẳng khác nào là phải can qua một cuộc binh biến, một cuộc chết chóc. Vì kẻ thù chúng ta nó đâu có để ngồi yên cho chúng ta lấy lại đất nước của chúng ta đâu. Có phải là phải can qua một cuộc binh biến không? Vì lúc đó chúng ta chưa có thế. Nhưng mà làm thế nào để mới có cái thế? Thì đây là một cái cuộc cay đắng, một cái vận mệnh của đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà cái buồn nhất đó là Đức Quốc Công đã thấy được ra cái việc này hơn 30 năm trước. Và Ngài có để lại cho ta, cho chúng ta một bài thơ độ. Đó là chúng tôi trình bày lên đây để chúng ta đọc và chúng ta hãy suy ngẫm. Bá tánh lầm than lòng khổ đau là từ khi mà Đức Quốc Công lột mặt nạ Hồ Chí Minh xuống để cho dân tộc chúng ta thấy là Hồ Chí Minh là thằng tàu cộng và bắt đầu dân tộc chúng ta bị tàu cai trị. Đó là đã lầm than từ khi mà chúng ta thấy ra được cái việc đó rồi. Còn trước đó thì chúng ta ngộ nhận. Đó, trước đó thì chúng ta ngộ nhận là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Và trong cái ngộ nhận đó thì cũng là một cái nghiệp chướng của dân tộc Việt Nam của chúng ta phải chịu, là phải can qua 30 năm chiến tranh từ khi thằng Hồ Chí Minh nó cướp chính quyền của ông Trần Trọng Kim, nó cướp miền Bắc, rồi sau đó nó cướp miền Nam, là tính chúng ta tính từ ngày 2 tháng 9 năm 45 cho đến 30 tháng 4 năm 75 là gần 30 năm. Chỉ còn vài tháng, 2 tháng nữa. À, chỉ còn vài tháng nữa thôi, 5 tháng nữa là thành 30 năm. Đó là cái đó là 30 năm đó là 30 năm tan tác cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà Tiên Thánh Phật cũng đã nói rõ trong cái việc đó là thành ra nhị quốc tam phân, can qua binh biến hai đầu Đông Tây. Đó. Đồng bào thấy chưa? Nhiều khi đó chúng ta thấy có nhiều cái sự việc mà chúng ta không có muốn tin, nhưng đây là cái sự thật, nó là như vậy. Tiên Thánh Phật đã nói cho chúng ta thấy được cái việc đó. Và Đức Quốc Công cũng được Thượng Đế ân điển cho Ngài nhìn thấy ra được cái viễn cảnh. Nên nhiều khi Ngài không làm gì được, nên Ngài để lại cho chúng ta những cái bài thơ để chúng ta hãy đọc và nhìn và ngẫm ra. Và chúng ta thấy bao nhiêu người Việt Nam có thể nhìn ra được cái viễn cảnh này. Chúng ta đâu thấy ai đâu ngoài Đức Quốc Công. Vì nếu dân tộc Việt Nam chúng ta mà đã nhìn ra được cái viễn cảnh này, thì đất nước chúng ta đâu bị, đồng bào chúng ta đâu bị Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam nó cai trị đến mấy chục năm như vậy. Đó. Bởi vậy nói thời chưa có thế, mình có thời nhưng chưa có thế, nên đành phải kiên nhẫn. Nhân vẫn không hòa thì phải đợi lâu. Đó, vì người dân không có hòa thì sao mà có thể đoàn kết để chống Tàu Cộng mà để giải thể Cộng sản Việt Nam được. Đồng bào suy nghĩ đi. Hiện đến tận bây giờ luôn, dân tộc chúng ta có hòa hay không? Chúng ta thấy qua biết bao nhiêu cái cuộc mà đấu tranh đến hiện tại mà chúng tôi trình bày với đồng bào đó, kẻ thù của chúng ta nó luôn dùng những cái thủ đoạn, những cái chiêu trò bẩn, rồi nó dùng truyền thông của nó tuyên truyền phao lên, phóng những cái đó lên để cho đồng bào chúng ta chạy theo những cái vấn đề đó mà quên đi cái trách nhiệm cao cả của cá nhân mỗi người. Đó là trưng cầu dân ý.
đó là thể hiện cái trách nhiệm của cá nhân mỗi người trong chúng ta khi biết được Hồ Chí Minh là thằng Tàu Cộng. Vì Đức Quốc Công đã thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ thì đương nhiên Hồ Chí Minh là thằng Tàu rồi, thì ngài mới thắng kiện chứ. Thì cá nhân bất kể một người nào đều phải có cái trách nhiệm đứng lên chống Tàu, vì Tàu nó đang cai trị dân tộc Việt Nam chúng ta và nó đang hạ độc. Nó đã và đang, chứ không phải là kêu đang, đã và đang, vì nó đã hạ độc dân tộc Việt Nam chúng ta từ cái thập niên 90 lận. Đến tận bây giờ chúng ta mới thấy cả dân tộc chúng ta đều bị ngộ độc, bị trúng độc hết. Nên bây giờ mới thấy là ung thư nó tràn lan. Dân tộc chúng ta là một dân tộc bây giờ là kêu là bệnh á. Hồi xưa mà Tàu, những cái nước mà văn minh thế giới mà kêu Tàu là Đông Á bệnh phu là vì nó nghiện, nó kêu là nó nghiện ma phiến á, xì ke đó. Nên có câu mà kêu là Đông Á bệnh phu, bởi vậy chúng ta mà gặp người Tàu mà chúng ta nói nó Đông Á bệnh phu đó là giống như là nó nhục lắm á. Nó giống như một cái sỉ nhục nó rất là nặng đối với người Tàu. Đó. Thì bây giờ đó, chúng ta có muốn hay không đó, dân tộc chúng ta thực sự là bệnh. Vì chúng ta bị ngộ độc, dân tộc chúng ta bị ngộ độc, bị đầu độc. Không những bị đầu độc đến sức khỏe, mà còn bị đầu độc đến tư tưởng nữa. Mà cái đầu độc tư tưởng nó cực kỳ độc hại, vì nó thể diệt cả một dân tộc. Thì dân tộc chúng ta là nếu mà không bị đầu độc tư tưởng thì tại sao nhận giặc Tàu làm cha già dân tộc mà còn lên chia rẽ dân tộc mình? Đó, chúng ta hiểu được hết bao nhiêu phần trong cái mưu lực của Tàu Cộng và Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam. Đến tận bây giờ dân tộc chúng ta vẫn chạy theo những cái tin vịt của Cộng sản và Tàu Cộng nó dựng lên. Chúng ta không những là bị độc hại về bản thân, là về sức khỏe này kia nọ, có là ngũ tạng lục phủ là trúng độc hết, mà chúng ta còn bị trúng độc về tư tưởng nữa, là nhận giặc làm cha. Nên cái đó là cái nghiệp chướng. Bởi vậy Đức Quốc Công mới thấy ra được cái việc này từ năm 89 lận. Chúng ta thấy không? Có nghĩa là ngài đã kêu là foreseen. Foreseen là tiên tri, ngài đã thấy trước ra được cái việc đó. Rồi chúng ta thấy từ đó đến bây giờ là dân tộc Việt Nam bị Cộng sản nó nhồi sọ, nhận giặc làm cha qua giáo dục này kia, thì đó là cái nghiệp chướng. Nhưng cuối cùng rồi đó là chúng ta chưa có thế thì chúng ta phải chờ đợi. Đó. Nhưng khi mà Đức Quốc Công lột được mặt nạ Hồ Chí Minh đó, thì trước sau gì đó, nếu chúng ta không có thế thì một ngày nào đó dân tộc chúng ta cũng phải nổi dậy, cũng phải đứng lên. Là vì trong quá khứ của dân tộc Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thấy đó là khi mà Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 38 trước Công Nguyên, năm 38 năm 40 trước Công Nguyên đó, và đến năm 938 sau Công Nguyên là gần 1.000 năm, chúng ta thấy Tàu Cộng, thằng Tàu, nó có tiêu diệt được cái ý chí của đồng bào chúng ta hay không? Hiện bây giờ đó, dân tộc chúng ta chỉ ngộ nhận cái thằng Hồ Chí Minh thôi. Nhưng đến một cái thời điểm nào đó, khi mà dân tộc chúng ta bị nó bóc lột, không còn một cái gì, thì lúc đó là tự nhiên hiểu ra được và đứng lên. Và bảo đảm khi đứng lên rồi thì không có cái chuyện mà ôn hòa này kia nọ đâu. Vì như chúng ta thấy khi mà ông Ngô Quyền mà đứng lên chống quân Nam Hán đó, để kết thúc 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, bao nhiêu đồng bào chúng ta, tổ tiên chúng ta, ông bà chúng ta phải nằm xuống. Đồng bào suy nghĩ đi. Đâu phải nó kêu là kêu nó trả là nó trả đâu. Đâu có cái chuyện đó. Nhưng khi mà Đức Quốc Công lột được mặt nạ Hồ Chí Minh mà chúng ta không có thế, là ý chúng tôi nói là không có thế đồng minh á, mà dân tộc chúng ta muốn vùng dậy thì chắc chắn phải can qua một cuộc chiến rất là tắm máu. Vì hiện nay đó, kẻ thù chúng ta nó không giống như trước. Hiện nay kẻ thù chúng ta nó có vũ khí rất là tối tân, chứ không phải như hồi xưa cung tên giáo mát. Vậy đồng bào nghĩ cái cuộc trưng cầu dân ý này Đức Quốc Công đã đưa vào trong nước cho đồng bào
nó gian nan như thế nào. Đồng bào suy nghĩ đi. Vì Ngài đã biết được Hồ Chí Minh là kẻ thù của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nó là tàu cộng, nó cai trị dân mình. Mà bây giờ ngặt vì cái nghiệp chướng là dân mình ngộ nhận Hồ Chí Minh là người Việt Nam. Dù rằng Ngài đã lột được mặt nạ Hồ Chí Minh ở UNESCO như chúng tôi đã trình bày với đồng bào, nhưng mà kẻ thù chúng ta nó đâu có ngồi yên. Phải không? Nó cũng đưa Bùi Tín, Dương Tu Hương đó ra ngoài hải ngoại để dẫn dắt định hướng những người quốc gia, những người nghĩ mình là có khoa bản bằng cấp tướng tá này kia đó chạy theo đó, Dương Tu Hương, Bùi Tín. Và cuối cùng rồi 30 năm nay, hơn 30 năm nay làm được gì cho dân tộc Việt Nam chúng ta? Rồi bây giờ Bùi Tín đi về bên kia thế giới, đi xuống chảo dầu ở dưới đó, ngồi trên chảo dầu ở dưới đó đó. Rồi những người mà đã từng chạy theo Bùi Tín này kia cũng đã mấy chục năm rồi. Làm được gì? Bao nhiêu công sức này kia nọ chờ đợi, bao nhiêu cái khoảng thời gian chờ đợi này kia nọ. Rồi cuối cùng chờ được gì? Đâu có chờ được gì đâu. Nguyên một cái cộng đồng người Việt hải ngoại đến bây giờ đâu làm được cái trò trống gì đâu. Đâu mà thấy chưa? Nhưng mà vì cái đó là cái nghiệp chướng, vì dân tộc chúng ta không có hòa. Nhưng ít nhất là chúng ta đã biết được Hồ Chí Minh là thằng tàu cộng. Thì từ từ, thời gian, một người sẽ nhìn ra, hai người sẽ nhìn ra, rồi ba người sẽ nhìn ra, rồi bốn người sẽ nhìn ra. Và từ từ khi mà nhìn ra mà đủ một cái lực lượng, thì sẽ tính đến cái chuyện giải thể Cộng sản. Nhưng mà bao lâu? Cái vấn đề là bao lâu? Chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta biết được là Hồ Chí Minh là giặc tàu. Thì cái trách nhiệm của chúng ta là phải phổ biến cho đồng bào của chúng ta, cho người thân để hiểu biết được. Còn nếu chúng ta không phổ biến thì chúng ta cũng biết, nhưng cái đó nó thể kéo dài cả trăm năm, chúng ta không biết được. Vì giặc tàu nó đã từng đô hộ dân tộc Việt Nam chúng ta cả ngàn năm lận mà. Đó, nên nó cuối cùng rồi á, Đức Quốc Công thấy ra được là Thánh Đức nguồn ơn đang kết động. Có là chúng ta thấy đó là kết động là một người sẽ nhìn ra rồi đến hai người. Đó là từ từ đang kết động lại. Rồi những người mà kết động lại này kia là vì họ đã nhìn ra được và họ kết nối lại với nhau. Họ chia sẻ. Nên nhiều khi có nhiều cái việc mà Đức Quốc Công nhìn ra từ trước. Nhưng vì cái nghiệp chướng của dân tộc Việt Nam chúng ta, Ngài không làm gì được. Nên Ngài có thể than thở trong những bài thơ của Ngài. Đó, nếu mà tất cả chúng ta mà đọc những cái bài thơ của Đức Quốc Công, hầu như phần lớn là nói về tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta, đồng bào Việt Nam chúng ta. Những cái lời thơ nó rất là ai oán trong đó. Vì cái đó có thể là cái vận mệnh của dân tộc Việt Nam của chúng ta là như vậy. Đó, nên cuối cùng rồi đó, Ngài biết cái con đường mà lấy lại đất nước Việt Nam của chúng ta, lấy lại cái chủ quyền dân tộc Việt Nam chúng ta thì chắc chắn phải can qua một cuộc chiến. Mà nếu không muốn can qua một cuộc chiến, hay là một cuộc chiến nhưng mà nó không phải là một cuộc chiến đệ tam thế chiến chẳng hạn, thì phải dùng đến luật pháp, công pháp quốc tế và phải mượn được cái thế của đồng minh thì mới có thể lấy lại đất nước Việt Nam của chúng ta. Còn can qua một cuộc chiến hay không thì cái đó phải do Thượng Đế quyết định nhé. Đó, như chúng ta thấy, như chúng tôi đã trình bày, tất cả một cái cuộc chiến lấy lại một cái đất nước nào đều phải tốn xương máu của đồng bào hết. Đó, nên cuối cùng rồi đó là Ngài phải chờ đợi, phải ẩn nhẫn. Và trong cái việc mà ẩn nhẫn chờ đợi đó thì Ngài đi vào trong sa mạc để thiền định, để tìm ra một con đường. Thì cái con đường Ngài tìm ra mà phối hợp với Hoa Kỳ là đưa ra một cái mưu lược vườn không nhà trống, dùng tiêu thổ kháng chiến để dụ dặt đi vào trong đất nước
của Hoa Kỳ. Và vào bằng cách nào? Đem, giống như chúng tôi đã nói, đem tài sản này kia nó vào, và vào để làm con tin luôn. Thì chúng tôi cũng đã trình bày những cái sự kiện như thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, không phải Tam Quốc Diễn Nghĩa, thời Đông Châu Lược Quốc đó. Đó thì không muốn chiến tranh thì phải đem thái tử, là cái người mà kế vị vua đó, đi qua cái nước kia để làm nô lệ, để giữ chân, để làm giống như là hostage, là nói là làm tự nhiên cái tiếng Việt chút nữa chúng tôi sẽ nói về cái việc đó, nhưng chúng tôi nhớ ra đó, giống như là đi qua cái nước đó để cho bị giữ cầm chân ở đó đó, để khỏi có sinh ra chiến tranh đó. Thì ngày nay chúng ta thấy đó, cộng sản tàu cộng nó làm gì, cộng sản Việt Nam làm gì, bao nhiêu tiền của nó cướp của đồng bào mình luôn, cả tàu cộng làm con tin, cảm ơn đó, nó đem qua bên nước Hoa Kỳ thì vừa làm con tin và vừa đem tất cả những tài sản nó cướp qua để trong đó. Đó là mưu lược vườn không nhà trống. Nên ngày hôm nay khi mà đạt được cái kết quả đó rồi đó, thì bắt đầu ngài mới mượn cái thế của Hoa Kỳ. Bởi vậy khi mượn được thế Hoa Kỳ thì ngài mới ký cái sắc lệnh đó cho Hoa Kỳ đem quân sự vào thềm lục địa Việt Nam của chúng ta, mà chúng tôi đã trình bày rất là nhiều lần với đồng bào. Chứ không phải tự nhiên mà nó có thể xảy ra diễn biến này đâu. Nó phải đi theo một cái trật tự, một cái trình tự của luật pháp đàng hoàng. Đó, những người mà chân chính, những nước chân chính quốc gia, họ làm theo luật pháp đàng hoàng, trình tự một, rõ ràng, có giấy tờ. Bởi vậy phải tốn thời gian, chứ không phải như mình muốn là được. Chứ không phải bao nhiêu những người Việt gian hoặc là những người cộng sản hoặc là mấy em dư luận viên không hiểu. Cứ hỏi là chừng nào về. Chừng nào về đó thì phải thể hiện qua cái lòng dân. Như chúng tôi đã trình bày với đồng bào, cái đất nước Việt Nam chúng ta nó đặc biệt là như một đất nước đó, thì do dân, dân là nước, còn chính phủ là thuyền. Thì nước có thể dân thuyền và có thể lật thuyền. Nhưng đất nước Việt Nam chúng ta thì bị ngược lại, là dân tộc chúng ta đã bị kẻ thù chúng ta nó cai trị, nó cướp toàn vẹn mà nó cai trị rồi. Nó xiết cổ dân tộc Việt Nam chúng ta rồi, bây giờ muốn đứng lên là phải chết. Nên đặc biệt thì phải có một người đứng lên chịu trách nhiệm với lịch sử để đứng ra để cứu đất nước. Thì bây giờ chúng ta thấy là Đức Quốc Công đã gánh cái trách nhiệm đó. Và chúng ta cũng hên là đồng bào ở hải ngoại thời bấy giờ đã, chúng ta có ba thành phần: lão niên, thanh niên, trung niên, thanh niên, đại diện cho 72 kiến họ để bầu ngài lên để lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó là cái vận mệnh của đất nước Việt Nam chúng ta mà Tiên Thánh Phật trong sấm ký cũng đã nói cho chúng ta, tại nó chưa xảy ra nên chúng ta không biết, nhưng bây giờ đã xảy ra rồi. Chúng ta quay ngược lại trong lịch sử, chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là Tiên Thánh Phật cũng nói cho chúng ta thấy đó, là một tay thầy có Bát Kinh, một tay con nắm tinh binh trở về. Đó là Đức Quốc Công đó, là ngài nắm tinh binh trở về. Mà trước khi mà ngài trở về đó thì ngài phải đưa ra, lập ra một chính phủ. Thì chính ngài cũng khai sáng ra chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Mà thời điểm đó, đó là cũng là do một cái đại hội dân chủ đoàn kết bầu lên phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ lãnh đạo. Mà lúc đó Đức Quốc Công lãnh đạo phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Nên ngài khai sáng ra chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 21 tháng 10 năm 1990. Sau khi nhận được thông tin là Tàu Cộng đã triệu tập Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười qua Thành Đô Tứ Xuyên để ký vào cái mật ước Thành Đô để sáp nhập Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Tàu. Đó, chúng ta thấy thì ngài cũng là sáng khai sáng ra chính phủ Việt Nam, quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì đó là Thượng Đế đã ân điển cho
cho chúng ta biết là ngựa kia đi trước hả hê, đó là năm Canh Ngọ, năm 1990. Chúng ta thấy chưa? Bởi vậy những gì mà Đức Quốc Công làm đó là hầu như là đã được Thượng Đế đặt sẵn. Và những vị tiên thánh Phật đó xuống trần trước để loan báo cho đồng bào của chúng ta. Khi mà thấy những cái hiện tượng này xảy ra thì cái người đó sẽ là người lãnh đạo cho một cái kỷ nguyên mới, để đưa nhân loại đi vào cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Thì chúng ta thấy có phải Đức Quốc Công đang từ từ dẫn dắt dân tộc Việt Nam của chúng ta đi vào cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức không? Thoát khỏi cái ách cai trị của Tàu Cộng, của Cộng sản Việt Nam không? Đó, Ngài đã làm, và Ngài làm từ từ, và Ngài chúng ta đã thấy được trong mấy chục năm nay những cái kết quả mà Ngài đạt được, nó không thể tưởng tượng được. Vì như chúng tôi nghĩ, những cái gì mà Ngài làm không có thể tưởng tượng được, vì chúng tôi chưa thấy ai trên thế giới làm được cái việc này cả. Những cái đức hy sinh của Đức Quốc Công nó rất là cao cả, không ai có thể làm được. Bởi vậy, khi Ngài đưa ra trưng cầu dân ý, đó là một cái chiến lược cuối cùng. Còn tất cả những cái chiến lược trước đó đó là Ngài đã làm xong rồi. Và Ngài mượn được cái thế của đồng minh của chúng ta là Hoa Kỳ. Bởi vậy Hoa Kỳ mới đem quân sự vào thềm lục địa Việt Nam của chúng ta, và càng ngày càng gia tăng rất là mạnh. Tàu Cộng mà nó càng căng là Hoa Kỳ càng tăng cường quân sự để đè đầu cởi cổ. Và chúng ta thấy đó, Cộng sản Việt Nam phải đưa ra cái luật trưng cầu dân ý cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy chưa? Đó là một cái việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Là từ xa, có nghĩa là Ngài hoạt động từ xa, âm thầm làm việc với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ phải đè đầu cởi cổ cái thằng Cộng sản Việt Nam để bắt nó phải đưa ra được cái luật trưng cầu dân ý cho đồng bào của chúng ta. Nó đâu có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Thằng Cộng sản Việt Nam làm gì muốn đưa ra cái luật trưng cầu dân ý? Đồng bào thấy chưa? Nó cai trị, nó bóc lột dân tộc Việt Nam chúng ta mấy chục năm nay. Trong hiến pháp của nó, nó bắt trước là 8, đang cấp 80% là của những nước tự do Hoa Kỳ. Đó, còn 20% là nó sửa, và nó sửa trong đó có điều 4 hiến pháp là nó là độc đảng. Nó chỉ có cái đảng Cộng sản thôi, nó không cho đảng nào hết á. Thì làm gì nó đưa ra cái luật trưng cầu dân ý để cho đồng bào mình thể hiện cái lập trường trưng cầu dân ý, bầu lên một vị lãnh đạo mà đồng bào ưa chuộng. Nhưng mà tại sao nó phải làm, nó phải đưa ra? Cái đó là cũng phải nhờ công lao của Đức Quốc Công vận động, hy sinh, nằm gai nếm mật tại sa mạc, sống một cuộc đời hành xác, nghĩ ra những cái con đường mà để xiết cổ kẻ thù chúng ta. Vì Ngài biết được Tàu Cộng và Cộng sản nó rất là ác. Nó ác như thế nào thì đồng bào đã thấy rồi. Chính dân của nó còn mổ nội tạng, nó mổ sống luôn á, để nó cướp nội tạng này kia nọ, thì đồng bào đã thấy rồi. Dân của nó đập như thế nào, rồi người dân Tây Tạng nó diệt chủng ra sao, người dân Dương Ngô Nhĩ bị nó bóc lột như thế nào, nó diệt chủng như thế nào, và nó muốn đồng hóa như thế nào, đồng bào đã thấy rồi. Cộng sản Việt Nam giết dân tộc mình như thế nào, qua cải cách ruộng đất chúng ta đã thấy, nó sang bằng những cái thế hệ khoa bản thương gia của dân tộc Việt Nam chúng ta ra sao để đưa miền Bắc đi vào kiệt quệ. Rồi qua trận Tết Mậu Thân năm 68, trong khi nó đưa ra là ngưng bắn, chính nó đưa ra là ngừng bắn, nhưng mà cuối cùng rồi nó lợi dụng cái Tết đó và nó xâm chiếm miền Nam của chúng ta như thế nào, biết bao nhiêu đồng bào chúng ta phải chết.
Đồng bao thấy chưa? Những điều này đồng bao nghĩ Đức Quốc Công không biết sao? Ngài rành lắm. Ngài rành Cộng sản lắm. Đức Quốc Công là rành cái tội ác của Cộng sản lắm. Nên Ngài biết được người dân mình mà muốn đứng lên chống trả lại Cộng sản là phải can qua một cuộc chết chóc rất là tang thương, chứ không phải đơn giản. Và một ngày nào đó thì cũng phải đứng lên thôi, là vì đã lột được mặt nạ Hồ Chí Minh để cho dân tộc thấy Hồ Chí Minh là tàu cộng rồi, thì một ngày ngày nào đó cũng phải đứng lên thôi, chỉ là nhanh hay chậm thôi. Mà đứng lên là chắc chắn phải có chết chóc. Nên Ngài mới sống ở sa mạc đó, mới giống như là tìm ra một cái con đường để đưa ra cho đồng bào mình, cho đồng bào mình cái quyền để thể hiện cái trách nhiệm mà không cần sợ đến kẻ thù. Là vì kẻ thù của đồng bào là tàu cộng và Việt cộng đã bị xích cổ rồi, nó làm được cái gì? Phải không? Vì nếu mà chúng ta đưa ra luật trưng cầu dân ý, nếu mà Ngài đưa ra đồng bào luật trưng cầu dân ý mà Hoa Kỳ không cho mượn quân sự vào thềm lục địa Việt Nam, đồng bào nghĩ người dân Việt Nam mình, đồng bào mình dám đứng lên không? Trong khi Hoa Kỳ đó đã đưa quân sự vào thềm lục địa Việt Nam chúng ta từ khi mà Tổng thống Trump lên nhận trọng nhiệm Tổng thống từ năm 2017, là bắt đầu là đánh kinh tế với tàu cộng, xảy ra xung đột với tàu cộng, và đến bây giờ là không có một con đường lui. Không, đến bây giờ là không có một con đường lui. Và đồng bào thấy từ đó đến bây giờ người dân trưng cầu dân ý, Cộng sản nó làm gì? Nó dùng Việt gian, nó dùng đủ mọi thứ để nó mị dân, nó đánh lạc đồng bào, nó cũng xâm nhập vào trong chính phủ, nó cũng giả bộ ủng hộ, rồi nó lấy thông tin, nó tạo cái uy tín, rồi đồng bào mình nhẹ dạ đưa những cái thông tin của mình cho những cái thằng phần Việt gian đó, rồi nó lợi dụng, rồi nó đưa cho Cộng sản, rồi Cộng sản, mấy thằng an ninh mục vụ này kia mới tới là hù dọa đồng bào mình đủ thứ, đến tận bây giờ luôn. Và nó làm nhiều cái thủ đoạn như vậy. Chứ thực sự ra đồng bào thấy nó hại được ai chưa? Chưa. Đồng bào nghĩ nó nắm danh sách ít hay nhiều? Nhiều. Là vì đồng bào mình mà đưa cho những thành phần Việt gian đó, một cái danh sách không là 700, 800, cả ngàn. Đó, chúng tôi nói như vậy để cho đồng bào hiểu rõ. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, Cộng sản Việt Nam nó làm gì? Nó chỉ hù dọa. Nó chỉ hù dọa mà thôi. Là vì thật sự khi mà nó đưa ra cái luật trưng cầu dân ý do cái thằng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nó ký đó, ngày 1 tây tháng 7 năm 2016, ngay cái thời điểm đó là con cọp đã bị bẻ nanh, bẻ răng, bấm móng hết rồi. Phải không? Khi mà nó đưa ra cái luật đó là nó đã bị bẻ nanh, bẻ răng, bấm móng hết rồi. Nó mới đưa ra. Chứ Cộng sản nó điên sao nó đưa ra cái luật trưng cầu dân ý để cho đồng bào. Đồng bào suy nghĩ chứ. Nhưng mà nó đưa ra là nó bị bẻ răng, bẻ nanh. Nhưng mà nó lại lợi dụng Việt gian đó để định hướng, để dẫn dắt đồng bào. Đồng bào thấy biết bao nhiêu cái truyền thông người Việt đưa ra mà có cái truyền thông nào nói đến Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, nói đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chia sẻ về chính phủ cho đồng bào thấy không? Đồng bào có bao giờ thấy không? Rồi những cái người đó họ làm gì từ năm 2016 đến tận bây giờ? Đó, đồng bào thấy chưa? Họ nói từ năm 2016 đến bây giờ, nhưng họ làm gì? Có kết quả gì? Cũng giống như cộng đồng đấu tranh trong mấy chục năm nay, chúng ta không biết là cái tâm của họ như thế nào, nhưng cái kết quả thực sự là không có. Và cuối cùng rồi đó là họ đi xin cái nhân quyền. Mà khi họ đi xin cái nhân quyền, xin Đảng Cộng sản Việt Nam ban bố cho đồng bào mình một chút nhân quyền thôi, thì chẳng khác nào họ đã ngộ nhận cái Đảng Cộng sản này là nó chính danh và nó đang cai trị đồng bào mình. Đồng bào thấy những cái thành phần đấu tranh ở người Việt hải ngoại chưa?
vì họ thật sự không có đường lối, không có mưu lược, không có gì hết á. Và họ ham danh ham lợi, chỉ vậy thôi. Và cuối cùng ham danh ham lợi thì dính vào cái mưu lược của Tàu Cộng và Việt Cộng. Bởi vậy cuối cùng rồi mấy chục năm nay họ chẳng làm được gì hết. Nhưng chúng ta thấy đất nước chúng ta được Thượng Đế ân điển, ban cho dân tộc chúng ta một vị lãnh đạo thương dân yêu nước, một người biết cái nỗi đau của dân tộc mình, cái nỗi nhục của dân tộc mình. Nên Ngài phải cùng dân tộc mình gánh cái nỗi đau đó, cái nỗi nhục đó. Vì cái nỗi nhục đó như Ngài đã nhìn thấy ra được là Tàu Cộng, là thằng Hồ Chí Minh, nó đang cai trị dân tộc mình. Nên Ngài biết được bá tánh đang lầm than, nên lòng của Ngài rất là đau. Nhưng mà ngặt vì nghiệp chướng, nên Ngài cũng phải nhẫn, kiểu là nhẫn nhục đó. Và cuối cùng Ngài cũng phải đi vào trong sa mạc. Và để làm gì? Để cùng gánh, để cùng hiểu được cái nỗi đau của đồng bào mình bị Cộng sản cai trị, lầm than như thế nào, đau khổ thiếu thốn ra sao. Đó, Ngài cùng gánh, mà thậm chí còn gánh nặng hơn đồng bào mình gấp nhiều lần. Vì đồng bào mình tuy là đói là có, nhưng nhiều khi chúng ta thấy dân tộc mình cũng khổ mà cũng tội lắm. Nhưng chúng ta có nên biết qua là lá rách. Mà bây giờ là chúng ta thấy là lá rách đùm lá tả tơi, như Đức Quốc Công thấy ra được cái việc đó. Và chúng ta thấy Cộng sản nó cướp của dân tộc Việt Nam của chúng ta biết bao nhiêu tài sản nó có, tiền triệu, tiền tỷ đô. Nhưng có một cái cuộc nạn nào mà kêu là thiên tai ấy, mà chúng ta thấy Cộng sản nó bỏ tiền túi của nó ra không? Đâu có đâu. Đâu có thằng chó Cộng sản nào mà bỏ tiền túi nó ra đâu. Không những như vậy, nó còn ăn tiền cứu trợ nữa. Mà nó chia cho gia đình này kia nọ nữa. Đã đồng bào thấy cái sự khốn nạn của mấy Cộng sản chưa? Còn đồng bào chúng ta bị nó bóc lột đến tận xương tủy. Hồi xưa thì chúng ta còn lá lành đùm bọc lá rách. Còn bây giờ là lá rách đùm bọc lá tả tơi luôn. Đó, nên Đức Quốc Công hiểu được bá tánh lầm than như thế nào, đồng bào lầm than ra sao. Ngài hiểu được hết. Nên Ngài phải quyết làm ra được một cuộc cách mạng tâm trị để lấy lại đất nước mình. Nhưng không cần can qua một cuộc chiến, chỉ cần dân tộc mình hiểu rõ những gì Ngài làm, thấy rõ những gì Ngài làm. Thì chúng ta bây giờ đã thấy rõ rồi. Bằng luật pháp, chúng ta thấy Cộng sản nó đã đưa ra cái luật trưng cầu dân ý. Và chúng ta cũng biết Cộng sản đời nào mà tự động nó đưa ra cái luật trưng cầu dân ý để treo cổ nó. Đồng bào thấy chưa? Đó có phải là cái công lao của Đức Quốc Công để dùng mưu lược để xiết cổ kẻ thù của chúng ta hay không? Nên đồng bào phải hiểu rõ những cái vấn đề này. Vì bây giờ đó là Đức Quốc Công đang đi cứu cả một cái dân tộc đang bị bệnh, bệnh về sức khỏe, bệnh vì bị hạ độc, bệnh vì tư tưởng, là lầm tin, ngộ nhận, giặc Tàu làm cha già dân tộc để bị cai trị. Chỉ cần đồng bào trưng cầu dân ý là sẽ được cứu, sẽ được Ngài cứu. Mình phải giang cái tay ra, mình phải giơ tay lên thì Ngài mới biết cứu mình. Chứ mình không giơ tay lên, ai biết mà cứu. Mà cứu như thế nào? Cứu ra sao? Là phải qua trưng cầu dân ý. Đó là chúng ta tự cứu chúng ta. Chúng ta tự thể hiện cái trách nhiệm của mình. Và cho con cháu mình nó học được là khi sơn hà nguy biến, khi đất nước của chúng ta bị kẻ thù chúng ta xâm lăng cướp cai trị, thì ít nhất bậc cha mẹ của chúng ta hiểu, phải biết làm gì, phải thể hiện cái trách nhiệm đó
để cho con cháu mình thấy những cái việc mình làm là nó đúng đắn ở cái thời điểm đó. Chứ sau này khi Đức Quốc Công về lãnh đạo đất nước, như chúng tôi đã trình bày với đồng bào và những em nhỏ hiểu ra được những cái đức hy sinh của Ngài, những cái gì mà Ngài chịu đựng trong bao nhiêu năm nay, nằm gai nếm mật, chịu cay đắng, chịu nhục này kia nọ. Đó, như chúng tôi đã trình bày, Ngài chịu nhục như thế nào? Bị nhổ 2 lần nước miếng vô mặt, bị Việt Giang nó chửi như là cái mình rách. Và bây giờ Ngài đã đưa dân tộc Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cái ách cai trị của Tàu, của Cộng sản Việt Nam, để xây dựng lại một đất nước mà bây giờ thanh bình thịnh trị. Bây giờ con cháu hỏi, ở cái thời điểm đó cha mẹ làm gì, ông bà làm gì, vậy chúng ta trả lời như thế nào? Lúc đó chẳng lẽ chúng ta trả lời với con cháu là lúc đó là ông bà chịu hèn chịu nhục để giữ lại cái tính mạng, hoặc là cha mẹ chịu hèn chịu nhục, vậy chúng ta dạy được cho con cháu của chúng ta như thế nào khi mà đất nước chúng ta bị kẻ thù xâm lăng cướp nước, giết dân tộc mình? Nên đây là một cái trách nhiệm của tất cả người dân, tất cả đồng bào phải ý thức ra được. Hiện nay Hồ Chí Minh là thằng Tàu Cộng, vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ ở thế giới, chứ không phải là ở một hốc bò tó nào. Và từ từ chúng ta sẽ thấy thế giới sẽ nhìn ra được cái cục diện này. Hồi xưa thì họ nhìn ra được Hồ Chí Minh là Tàu Cộng, là bị lột mặt nạ xuống ở Trung tâm Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Đức Quốc Công phải tốn mấy năm trời để đi công du trên thế giới, để vận động không những đồng bào Việt Nam mà luôn cả những cái chính khách của những nước văn minh trên thế giới để tham gia ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Thế đồng bào thấy bao nhiêu công lao, bao nhiêu sức của Ngài bỏ ra, Ngài hy sinh như thế nào. Nó có nhiều việc, nhiều khi Ngài nói với phu nhân Ngài đi 3 tháng thôi, và cuối cùng Ngài đi đến 3 năm, quăng luôn điện thoại, nên không biết đâu mà tìm. Nói như vậy để cho đồng bào biết những gì mà Ngài làm là vì gì? Vì cái gì? Vì đất nước Việt Nam chúng ta. Vì đồng bào Việt Nam chúng ta. Vì Ngài đã lột được mặt nạ Hồ Chí Minh, thì Ngài đã biết được là Tàu Cộng đang cai trị dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà đồng bào chúng ta, người Việt hải ngoại không chung tay, thì Ngài phải tự đi vận động, quốc tế vận, vận động ngoài cái người Việt ra còn người Tây Phương nữa. Và rất là nhiều người Tây Phương tham gia ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Những người đó là những người triệu phú, những người đó là nhiều, có những thành phần chính khách mà kêu là làm chính trị đó ở những cái nước như Úc này kia nọ đó. Chúng tôi nói như vậy để cho đồng bào hiểu được những gì mà Đức Quốc Công hy sinh để Ngài đưa ra cái luật trưng cầu dân ý, mà xiết cổ, đè đầu, cởi cổ, xiết cổ Cộng sản, nó mới đưa ra cái luật trưng cầu dân ý đó để cho đồng bào mình, chứ không phải đơn giản. Nên người dân phải ý thức ra được cái việc này và phải chia sẻ mạnh mẽ về trưng cầu dân ý, và phải giải thích cho đồng bào mình tại sao họ phải trưng cầu dân ý. Vì tất cả dân tộc chúng ta đều bị bệnh về sức khỏe, bị hạ độc, bị kẻ thù chúng ta hạ độc. Mà ai hạ độc? Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Vì Cộng sản Việt Nam là tay sai, nó đi làm theo cái chính sách của Tàu. Nó biết được, nên tụi nó đâu có ăn đồ độc, uống đồ độc như dân tộc Việt Nam mình đâu, như đồng bào mình đâu. Nó có một cái nguồn nhập từ hải ngoại về, ăn riêng. Chúng tôi nói như vậy để cho đồng bào hiểu rõ về cái việc này. Chứ đừng nghĩ là, ủa, dân tộc Việt Nam chúng ta bị độc, bị này, bị kia, mà sao thấy con cháu Cộng sản lại không bị? Vì nó có cái nguồn nhập riêng về lương thực, về nước uống.
chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta bị tiêu diệt mà thôi. Đó, và nó tiêu diệt từ từ, ngấm ngầm, âm thầm, từng chút một. Tàu Cộng, chúng ta phải nói cho đồng bào biết đó, Tàu Cộng là thuộc dạng ông cố nội của Hạ Độc đó. Không? Vì từ ngàn xưa đến giờ, những cái thành phần mà Tàu đó, nó có những cái cách Hạ Độc đó, rất là độc đáo. Và trong như chúng ta coi phim, chúng ta cũng thấy được ra cái việc đó. Nhưng thực sự người Tàu nó có cái cách Hạ Độc rất là độc đáo. Đó, nó cho chúng ta chúng độc từ từ, chết rồi cũng chẳng biết tại sao. Đó, nên chúng ta rất là may mắn, dân tộc chúng ta rất là may mắn. Ở cuối cái thời Hạ Quân, đó, Thượng Đế cũng đã ban tặng cho dân tộc chúng ta một vị lãnh đạo thương dân yêu nước. Đó, Thượng Đế phái con của Ngài xuống đó, để dẫn dân tộc chúng ta đó, đi thoát khỏi một cái ách cai trị của Tàu Cộng. Và không những như vậy, chúng ta thấy đó, Ngài cũng biết được luôn những người Cộng sản Việt Nam phần đông là những người cũng không có hiểu biết, để lầm đường lỡ bước đi theo cái chế độ Cộng sản, đi theo cái tuyên truyền của Cộng sản. Và thực sự họ là những người mà cởi lên lưng cọp, nên nhiều khi cái cuộc chiến nó tới, họ thắng cuộc, nhưng mà họ thấy những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền nó không như họ nghĩ. Và trải qua nhiều năm, họ thấy những cái con đường của họ đi là sai lầm. Bởi vậy có rất là nhiều đảng viên Đảng Cộng sản đã thay đổi, đã tham gia vào trong chính phủ, đã bị được chính phủ chiêu hiền. Họ đã thực sự bỏ cộng vì họ đã thấy ra được cái việc đó. Đó, nên chúng tôi cũng muốn chia sẻ để cho tất cả những cán binh bộ đội Cộng sản, đảng viên Đảng Cộng sản mà chưa quay đầu lại với đồng bào mình thì phải quay đầu. Vì cái cuộc chiến nó như là một cái chiếc xe lửa trên đường ray đã chạy từ hơn 30 năm trước. Nó không có điểm dừng cho đến khi Cộng sản Việt Nam giải thể. Mà mình càng chờ lâu, cái thời gian nó tới, và khi mình đỡ không kịp rồi đó, thì mình là tội nhân thiên cổ. Chính mình sẽ bị đồng bào mình nguyền rủa. Phải không? Là vì mình ngoan cố, mình không quay đầu lại, mình còn đi theo giặc Tàu. Bây giờ một cái người ngu cách mấy, đần độn cách mấy, cũng phải hiểu ra được cái đơn thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ của Đức Quốc Công là thằng Hồ Chí Minh, là thằng Tàu chẹt 100%. Nói như vậy để cho người Cộng sản đừng có ngụy biện khi mà chính phủ về nước. Đừng có ngụy biện. Anh dính vào cái tội ngoan cố đi theo kẻ thù, đi theo giặc Tàu để giết dân hại nước, nên đừng có ngụy biện. Còn bây giờ, trước khi Đức Quốc Công và chính phủ hồi hương, Ngài vẫn tha thiết kêu gọi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hãy quay đầu lại với đồng bào mình trước khi muộn màng. Và chúng ta cùng nhau đoàn kết chống Tàu Cộng. Còn khi mà Đức Quốc Công đã về nước, chính phủ đã về nước, thì tất cả những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà ngoan cố thì phải dính vào cái tội ngoan cố, chứ đừng có nói ngụy biện. Vì chúng tôi đã trình bày, người ngu cách mấy, có đần độn, có dốt cách mấy đi nữa, cũng phải hiểu được Đức Quốc Công đã thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ, thì thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu. Vì Ngài dùng giáo Tàu đâm chẹt, là dùng thằng Hồ Chí Minh đó, đâm chết thằng chẹt là chết thằng Tàu Cộng. Nên những người Cộng sản phải hiểu ra được cái việc này. Nếu mà mình ngoan cố không quay đầu thì chính mình đã ngoan cố, mình hiểu và mình ngoan cố. Mình vì một cái quyền lợi cá nhân của mình mà mình phản lại dân tộc, mình phản quốc, mình theo Tàu để giết dân hại nước thì chính mình là tội nhân thiên cổ. Và khi chính phủ,
khi Đức Quốc Công về lãnh đạo đất nước thì mình là tội nhân. Thì khi mà đứng trước vành móng ngựa thì sẽ có đồng bào chứng kiến mình là những người phản quốc, mình là những người sẵn sàng đi theo giặc để giết đồng bào mình. Và người dân, đồng bào mình sẽ nhìn ra như vậy. Thì không những mình phải bị tù tội, con cháu mình cũng phải chịu nhục nhã là có cha nhận giặc làm cha để đi giết hại đồng bào. Nên chúng tôi khuyên tất cả những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trước khi muộn màng, hãy quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc, quay đầu lại với đồng bào. Còn nếu muốn phục vụ cho đồng bào thì hãy tham gia vào chính phủ. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có chính sách chiêu hiền tất cả những cán binh bộ đội cộng sản muốn quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Đừng để mình phải đứng trước vành móng ngựa. Đừng để mình phải đứng trước vành móng ngựa để cho đồng bào chứng kiến mình là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Mình đi theo giặc Tàu để giết dân hại nước, và con cháu mình sẽ chịu nhục nhã vì có cha mẹ đi theo giặc để giết dân hại nước. Chúng tôi nói như vậy là vì vẫn còn cơ hội cho tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam quay đầu về với chính nghĩa quốc gia dân tộc, với đồng bào mình trước khi muộn màng. Trong Sấm Ký Thiên Thơ cũng có nói đó, thì chúng tôi sẽ đọc lại cái bài tiền đề đó để cho đồng bào thấy. Chúng tôi xin lỗi. Nghĩ thương đất nước thăng trầm, người người yêu nước sao lầm ráo trơn. Quỷ quái miệng nói như đờn, kêu gào cứu nước, căm hờn ngoại bang. Ngày vui nhìn thấy ngỡ ngàng, công nam bắt đoạt, kêu than cũng rồi. Người Việt đi đứng bồi hồi, người Miên bị giết, thây phơi đầy đường. Người hiền lập đạo dài công, quỷ quái giết hại, cửu long vẫn còn. Ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô. Uổng công tướng sĩ nhà Hồ, rồi đây sự nghiệp cơ đồ đổi thay. Đúng ngày thời tiết xuôi tây, lớp thì chạy trốn, lớp đầy Côn Sơn. Côn Sơn đi dễ khó về, mênh mông trời biển tứ bề quạnh hiu. Quanh năm sóng gió dập dìu, mồ hoang vô chủ tiêu điều ngàn năm. Đây là nói đến cho những người cộng sản hãy nhìn ra cái cuộc diện hiện nay mà thấy được con đường duy nhất là quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc, quay đầu lại với đồng bào mình trước khi muộn màng. Đừng để phải bị đày đi Côn Sơn hoặc là bị đày về cái tội phản quốc hại dân. Nên chúng tôi khuyên những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hãy nhìn thấy ra được cái lòng khoan dung độ lượng của Đức Quốc Công. Chỉ cần người cộng sản bỏ cộng còn việc, việc không giết việc, quay đầu lại, thì đó là cái con đường sinh lộ cho tất cả những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thấy ra được cái chính nghĩa, thấy ra được cái lòng bao dung của Đức Quốc Công. Vì Ngài, như chúng tôi đã trình bày, sống một cuộc đời hành xác tại sa mạc để gánh nghiệp cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, cho người cộng sản. Vì cái nghiệp chướng này chỉ có Ngài mới có thể giải thoát cho dân tộc Việt Nam của chúng ta mà thôi. Nên chúng tôi trình bày để cho đồng bào Việt Nam nắm rõ, và tất cả những người cán binh bộ đội Cộng sản Việt Nam hãy nắm rõ. Vì trong Sấm Ký Thiên Thơ của chúng ta đó,
có nói và có chỉ rõ ra cho chúng ta và cho chúng ta thấy đó, Đức Quốc Công là một người sẽ đưa dân tộc chúng ta đi vào thời Thượng Quân Thánh Đức đó, qua một cái chủ thuyết Tân Dân Chủ, là một chủ thuyết không có giống như là Cộng sản hoặc Tư Bản, mà một chủ thuyết là lấy tâm đạo, đó, lấy tâm để trị tâm. Vì thực sự ra đó, giống như chúng tôi thấy là như trong chúng tôi quên đó, lấy từ trong cái cuốn kinh nào ra mà nói là nhân chi sơ, tính bản thiện đó. Thì cho chúng ta thấy đó, thực ra đó, trong tâm của chúng ta đó, là lúc nào đó cũng có tâm ma đó. Nên chúng ta phải học hỏi và để kiểm soát cái tâm ma của mình. Cái tâm ma ở đây đó là nhiều khi nó nổi lên trong một cái thời khắc hoặc một cái khoảnh khắc mà chúng ta không có kiềm chế được. Như chúng tôi đã từng chia sẻ với đồng bào đó, như hồi xưa khi Chúa Giêsu xuống thế thì Chúa chọn 12 vị tông đồ để đi theo Ngài. Thì cho chúng ta thấy đó, trong đó có ông Giuđa. Thì ông Giuđa ông bán Chúa với có 30 quan tiền thôi, 30 đồng thôi. Nhưng chúng ta thấy đó là tại sao Chúa chọn ông Giuđa là vì ông cũng có cái tâm. Chứ không phải là không, ông cũng có cái tâm đạo. Nhưng trong tâm của ông, cái tâm ma của ông ở cái thời tự nhiên đó, đến cái thời đó ông không có kiềm chế được. Nên ông bị tâm ma xâm nhập và cuối cùng ông hành động, những cái hành động đó nhiều khi ông cũng không kiềm chế được. Và chúng ta thấy ông cũng đâu phải là người sợ chết, ông cũng đâu là phải là cái người tham tài này kia nọ đâu. Vì thực sự ra trong 30 quan tiền ông bán Chúa Giêsu, ông đâu có xài tới đâu. Khi ông biết được, khi mà ông nhận ra được là ông làm sai đó, ông sai rồi đó, thì ông để lại 30 quan tiền và ông đi treo cổ tự tử. Là ông biết, ông hối hận. Nhưng mà ở cái lúc mà ông bán Chúa đó, thì cái tâm ma nó trỗi lên. Mà tâm ma nó có mang nhiều, nhiều cái lan man trong đó, nó cám dỗ chúng ta lắm. Chính Chúa Giêsu khi đi vào trong sa mạc 40 ngày, thì quỷ, ma quỷ nó cũng hiện ra nó cám dỗ, mà đâu phải là nó hiện ra trước mặt nó cám dỗ đâu. Trong tâm, trong trí não của chúng ta, trong trí não của Ngài, nó hiện ra, hoặc Đức Phật cũng vậy. Khi Đức Phật ngồi mà thiền định 49 ngày đó, thì quỷ nó cũng hiện ra, nó cũng cám dỗ, mà trong đâu? Trong tâm. Nên cái tâm ma nó cực kỳ quan trọng. Mà chúng ta không khống chế được, thì chúng ta có những cái hành động đó, nó sẽ đi ngược lại. Và cuối cùng chúng ta sẽ hối hận. Có là chúng ta làm 100 việc tốt, mà có thể một cái việc mà do tâm ma của chúng ta không kiềm chế được, thì nó sẽ hủy hoại luôn cả chúng ta luôn. Thì cái điển hình của ông Thánh Giuđa đó, thì cũng là như vậy. Nên cuối cùng ông để lại 30 quan tiền và ông đi treo cổ. Đó là một cái bài học cho chúng ta. Thì chúng ta phải học, vì Đức Quốc Công cũng đã đưa ra cho chúng ta là 7 điều làm người chân chính và 18 điều suy niệm thập bất thức, để chúng ta phải đọc và chúng ta nghiêm ngẫm ở trong đó. Và chúng ta cần làm gì? Nó rất là khó chứ không phải đơn giản. Chúng ta đọc chúng ta thấy như vậy, nhưng thực sự nó rất là khó. Và nó càng khó hơn khi đồng bào chúng ta sống trong một cái thể chế chính trị, một cái nền giáo dục mà nó bị suy đồi này kia nọ, thì chúng ta đã thấy rồi đó. Và nó trở thành cái thói quen, nên nó càng khó nữa. Đúng không? Để càng khó thay đổi. Bởi vì văn hóa ông bà của chúng ta cũng nói đó, giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Vì bản tánh là cái thói quen. Nhiều khi mình biết sai, nhưng mà cái thói quen đó mình hành động rồi, mình mới nghĩ lại, mình mới biết cái đó là nó sai. Đó là mình khi mà mình nhận thức, mình biết ra được là sai đó nha. Chứ đừng nói là cái thói quen đó là mình giống như làm sai từ nhỏ tới lớn mà mình thấy cái việc đó bình thường. Những cái việc đó là chúng tôi không có nói.
mà dân tộc Việt Nam chúng ta thì đồng bào cũng đã biết rồi, được rồi. Vì chúng ta sống lên một cái thể chế giáo dục, một cái thằng cộng sản nó cai trị và thằng tàu nó cố tình nó phá đi cái luân thường đạo đức của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy bây giờ đó, chúng ta thấy không, cộng sản nó cai trị, nó bóp lột dân tộc chúng ta đến tận xương tủy mà không ai dám nhúc nhích gì hết. Nhưng mà tại sao đó, giống như là chúng ta chỉ va chạm nhẹ với nhau thôi, ở nước ngoài người ta va chạm nhẹ, thậm chí đụng mà banh xe này kia nọ luôn đó, mà người ta mà giống như là không có bị tai nạn, chỉ là xe mà bị nát này kia nọ, họ xuống họ nhìn cái xe đó, họ hỏi ô anh có sao không này kia nọ đứa thứ đó, nếu anh không sao này kia nọ ok, lấy bằng lái này kia nọ ra viết xuống đó là ok để bảo hiểm giải quyết, và cũng ok happy chia tay này kia nọ bình thường, trong khi hai xe đều nát banh đó. Còn đồng bào chúng ta Việt Nam thì sao? Vì xe nước ngoài là cái xe là một cái phương tiện mà nó có bảo hiểm cái này cái kia, nó không thành vấn đề. Giờ cái xe nó có mới thì bảo hiểm đền cái xe mới. Còn Việt Nam chúng ta bị bóc lột đến tận xương tủy, nên cái gì cũng quý đó. Bởi vì chỉ cần quẹt nhau một chút xíu thôi là tự nhiên là sừng cồ lên. Đó là bắt đầu là sẵn sàng là tiêu diệt nhau. Đó, chúng ta thấy không? Bởi vậy đó là cái luân thường đạo lý mà tàu cộng nó phá nát hết rồi. Bởi vậy một cái chuyện mà đụng xe quẹt nhẹt này, kêu là quẹt nhẹ này kia nọ chút xíu thôi mà có thể xảy ra án mạng. Trong khi cộng sản nó cai trị, nó bóc lột dân tộc chúng ta đến tận xương tủy, nhà nhà đều có người chết ung thư này kia, mà chết ung thư là kéo cả một gia đình đi vào trong một cái kiếp nạn điêu linh luôn cho cả một gia đình. Mà cuối cùng không ai nhận thức ra được cái việc này hết. Đó, chúng ta thấy chưa? Vậy Đức Quốc Công hy sinh mấy chục năm nay để gánh cái nghiệp này. Và bây giờ quay lại để thể hiện, để đưa cái phao trưng cầu dân ý đó cho đồng bào, để dân tộc chúng ta được cứu. Vậy chúng ta cần làm gì? Đồng bào thấy chưa? Chúng ta cần làm gì? Chúng ta có muốn chúng ta sống ở một cái đất nước văn minh như ở hải ngoại này không? Ai cũng có thể có khả năng mua xe, mua này, mua kia đủ hết. Muốn cái gì cũng có đó. Chúng tôi phải nói thật với đồng bào như vậy. Chỉ là muốn hay không muốn thôi. Còn muốn làm là có. Bởi vậy người dân Việt Nam, đồng bào Việt Nam, đồng bào thấy bị cộng sản bóc lột mà bỏ nước ra đi đó, bằng hai bàn tay trắng, có là qua đây chẳng còn khỉ khôi đó. Phong làm lại từ đầu. Nhưng mà mấy chục năm cũng làm nên cái này, cái kia, cái nọ, đủ thứ. Chỉ là muốn làm hay không mà thôi. Một cái nước tự do mà cái chính phủ đó do người dân bầu lên, thì những cái chính phủ đó có cái trách nhiệm phải đưa cái đất nước đi lên, đưa cái dân tộc đó đi lên, đưa cái người dân đó đi lên thành những nước đệ nhất quốc gia, để cho những người dân mà họ bầu chọn mình á, thì họ hưởng được. Và cuối cùng mà chúng ta thấy đó, người Việt đi ra hải ngoại bằng hai bàn tay trắng và trong mấy chục năm cũng làm nên thế này, thế nọ, thế kia, đủ thứ. Đồng bào thấy rồi đó. Vậy đồng bào có muốn dân tộc Việt Nam chúng ta làm tại đất nước Việt Nam chúng ta không? Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta phải trưng cầu dân ý. Vì Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân của chúng ta là một người rất tài ba. Rất tài ba về mọi mặt. Từ kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, ngài cực giỏi. Đó, đồng bào thấy, bây giờ dân tộc Việt Nam chúng ta rất là giàu có, hầu như là chủ nợ của thế giới luôn. Vì thằng tàu, nó là chủ nợ của thế giới, nó cho biết bao nhiêu đất nước mượn tiền. Mà bây giờ chúng ta là chủ nợ của tàu cộng. Mà đồng bào của chúng ta còn chưa ý thức được cái việc này nữa. Đó, đồng bào thấy chưa? Mình tội nghiệp đến như vậy luôn á. Chưa ý thức ra được cái việc này nữa. Mà ý thức ra được thì trưng cầu dân ý thì sẽ có hết tất cả.
Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta có muốn như vậy hay không? Chúng ta có muốn sống một cuộc sống thánh chỉ, người dân sống ôn hòa lễ phép, cái gì cũng có đó. Vì thực sự chỉ cần dân tộc chúng ta hiểu ra được và trưng cầu dân ý, hiểu ra được và chia sẻ cho nhau về Đức Quốc Công, về chính phủ, thì chúng ta sẽ trở thành những đất nước văn minh và thậm chí văn minh nhất. Lý do chúng tôi nói văn minh nhất đó là hiện nay đó, những cái nước trên thế giới đó, họ đã có một cái hệ thống chính trị mà muốn thay đổi đó, nó cũng hơi khó. Hơi khó là vì họ có quốc hội, rồi họ phải bàn bạc này kia nọ trong đó mới thống nhất, nên nó hơi khó. Còn đất nước chúng ta từ cái hoang tàn đổ nát, bị Tàu Cộng, vì Cộng nó cai trị, nó phá nát hết rồi, nên phải xây dựng lại từ đầu. Nên cái gì mà tốt nhất là Đức Quốc Công đem về để phục vụ cho đồng bào mình. Chúng ta khoan nói đến giáo dục, vì cái mà đồng bào cần nhất hiện tại là có phải đời sống cơ bản hàng ngày không? Giáo dục chúng ta phải chờ thời gian. Nhưng mà những gì chúng ta có thể có là vì bây giờ chính phủ giàu lắm. Ông Đức Quốc Công mới thắng đơn kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ. Chỉ cần dân tộc chúng ta ý thức ra được thì những gì mà tốt nhất chúng ta đem về phục vụ cho đồng bào mình. Vì Đức Quốc Công cũng hiểu được đồng bào mình rất là đau khổ, đã bị cai Tàu Cộng, vì Cộng nó cai trị đến mấy chục năm lận. Đó, đồng bào muốn đau khổ cỡ nào đó thì mình cứ nhìn xung quanh mình đi, rồi mình sẽ thấy. Bởi vì khi mà Đức Quốc Công là triệu phú đó, ở thập niên cuối thập niên 80 đó, khi mà ngài qua đất nước Hoa Kỳ năm 80 và mấy năm sau ngài trở thành triệu phú, thì năm 87 đó, như chúng tôi đã trình bày với đồng bào rất là nhiều lần qua cái bài thơ mà Thức Giấc đó, thì chúng ta thấy là ở cái thời điểm đó Đức Quốc Công là triệu phú, nhưng mà tại sao ngài không có vui, ngài không có sung sướng thừa hưởng triệu phú, sống một cuộc đời xa hoa này kia nọ, mà lại nghĩ về đồng bào mình, mà nhiều khi nửa đêm thức giấc đó, nửa đêm thức giấc trăn trở về đồng bào mình. Như cái bài thơ Thức Giấc mà ngài làm ở đêm tháng 11 năm 1987 đó. Cái bài thơ đó chúng tôi nhớ. Thức giấc, nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đầy bởi ác ma, tuổi trẻ chui cầu bơi rác thối, ông già co cẳng kéo mền da, gái thương cha mẹ thân vùi dập, trai hận cuộc đời chí xót xa, đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Các đồng bào thấy chưa? Ở cái thời điểm đó, đó, một người Việt mà trở thành triệu phú, đồng bào nghĩ là phải, họ phải làm giống như là ăn sung mặc sướng này kia nọ, đủ thứ. Chứ đâu phải như Đức Quốc Công trở thành triệu phú rồi mà nửa đêm ngủ không được, vì nghĩ về đồng bào mình đang đau khổ như thế nào, đang bị bóc lột ra sao. Gái thương cha mẹ thân vùi dập là đồng bào biết rồi. Đó, nên nhiều khi chúng ta được Thượng Đế ân điển cho chúng ta có một vị lãnh đạo không những tài ba tài giỏi, mà còn có cái lòng khoan dung, thương dân, yêu nước nồng nàn đến như vậy, thì đồng bào nghĩ bây giờ ngài đã thắng Tàu Cộng 38 ngàn tỷ Mỹ Kim thì ngài phục vụ với đồng bào mình ra sao? Trong bao nhiêu mấy chục năm nay ngài trăn trở như thế nào khi nghĩ về đồng bào mình? Đó, như bài thơ Độ chúng ta thấy là ngài làm năm 89 đó, khi mà lột mặt nạ Hồ Chí Minh,
Đó, thì Ngài thấy ra được là ba tánh lầm than lòng khổ đau là vì lột được mặt nạ Hồ Chí Minh thì chẳng khác nào là đất nước chúng ta, đồng bào chúng ta là đang bị tàu cộng cai trị. Đồng bào thấy chưa? Như hồi xưa chúng ta nghĩ đi, thời mà bà Trưng bà Triệu, thời mà hai bà Trưng khởi nghĩa mà khi bị tiêu diệt, mấy năm sau bị tiêu diệt đó, dân tộc chúng ta như thế nào? Lầm than không? Bị bóc lột không? Đó là những cái quá khứ. Thì bây giờ lặp lại thôi. 30 năm chiến tranh từ khi Hồ Chí Minh nó đứng lên, nó cướp chính quyền của ông Trần Trọng Kim, của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thì chúng ta thấy như thế nào? Trong 30 năm đó, dân tộc chúng ta điêu linh ra sao? Nhưng mà cái ác ở đây đó, cái độc địa ở đây đó, cái tàn nhẫn ở đây đó, là chính đồng bào chúng ta giết mình, giết nhau qua cái mưu lược thâm độc của Tàu Cộng, là dùng người Việt giết người Việt, đó, dùng củi đậu nấu đậu. Chưa có một cái lịch sử nào cho dân, trong dân tộc Việt Nam chúng ta mà qua cái cuộc chiến cộng sản này mà dân tộc chúng ta chém giết lẫn nhau vì trúng vào cái mưu thâm độc của Tàu, dùng người Việt giết người Việt. Đồng bào thấy chưa? Đó là một sự ác. Vậy những con người cộng sản đi theo giặc Tàu giết đồng bào mình có cái gì hân hoan, có cái gì vui mừng mà mỗi lần mà tới 2 tháng 9 là vui mừng, rồi tới 30 tháng 4 là vui mừng này kia nọ? Vì đó là cái mưu đồ của Tàu Cộng, nó muốn chia rẽ dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chứ mừng cái gì? Những cái ngày đó là những cái ngày tang thương của dân tộc. Chúng ta thấy không? Nên chúng ta phải ý thức ra được cái việc này. Tất cả đồng bào mình, luôn cả những người cộng sản, phải ý thức ra được cái việc này. Chưa có một cái thời đại nào mà trong lịch sử dân tộc Việt Nam mình mà người Việt giết người Việt mà tàn khốc đến như vậy. Đó. Như Ngài Đức Quốc Công này, ở cái thời năm 71, năm 72 khi mà Ngài đóng ở địa đầu giới tuyến ở Quảng Trị đó. Đó. Chính người cộng sản, cái em nhỏ cộng sản đó chỉ có 14 tuổi thôi. Nhưng mà thực sự 14 tuổi chứ thực sự có 12, nhìn cái như giống 12 tuổi thôi vì đói ăn này kia nọ đó. Mà sau năm 68 là cộng sản đã giống như là kiệt quệ rồi. Nên nó mới đưa những em nhỏ đi vào trong chiến trường. Và nó đã giống như là hạ độc cái tư tưởng của những cái em nhỏ đó, cứ nghĩ rằng người Việt Nam Cộng Hòa là tàn độc, là ác độc, là ăn thịt người này cái đủ thứ. Cộng sản nó tuyên truyền thì thôi khỏi nói, phong thằng cộng sản là thằng ông có nội của tuyên truyền, nó mà dựng lên nó nói láo thì thôi khỏi nói. Một cái người phụ nữ, phong anh hùng gì đó của phụ nữ của cộng sản đó, đó mà một tay đó là giết không biết bao nhiêu là xe tăng rồi lính Mỹ này kia, trong khi mà bụng bắn mà lòi ruột lòi gan ra đó, mà còn đó, là đưa cả một cái ghe mà gạo mà bao nhiêu tấn đó mà về tới căn cứ đó. Cộng sản là nó xạo mà nó láo khỏi nói. Máy bay nó bay lên trên không, nó tắt máy, nó đậu trên mây, nó chờ máy bay của giặc đi qua mà nó bắn đó, như đồng bào thấy đó. Hoặc là bà mẹ Việt Nam anh hùng lấy cây xào mà đứng lên móc chiếc máy bay B-52 cho nó rớt. Hoặc là lấy ná bắn máy bay. Đó, nó chơi những cái chiêu trò đó. Mà chúng ta thấy những cái cảnh mà lấy ná bắn máy bay này kia nọ thì mạng xã hội chúng ta đã thấy cộng sản nó tuyên truyền như thế nào rồi. Bởi vì nói cộng sản là ông có nội của tuyên truyền. Nó láo thì không ai láo bằng cái đấy. Nhưng mà tối ngày nó cứ chụp mũ người ta là láo xạo này kia. Vì thằng nói láo thì lúc nào mà chả nghĩ bụng ta ra bụng người. Đó, đồng bào thấy không? Nên những người cộng sản mà đã lầm đường lỡ bước theo Tàu Cộng, theo giặc Tàu thì phải quay đầu lại đi. Đây là cuộc chiến không phải là chỉ có riêng đất nước Việt Nam chúng ta đâu. Chúng ta là đang
giống như là thế giới tương quan với nhau, tất cả đều giống như là thể hiện trên một cái trận tuyến của thế giới, chứ không phải là giống như hồi xưa mà muốn xạo còn sao xạo đâu, không có đâu. Mà Cộng sản Việt Nam càng xạo thì đồng bào mình một khi biết ra rồi thì càng căm ghét. Đã nói thẳng như vậy để cho những con người Cộng sản hãy hiểu được. Mình càng ngoan cố, sau khi chính phủ về nước đó mà lôi mình ra đứng trước vành móng ngựa đó thì không có cái nỗi nhục nào bằng. Luôn cả con cháu mình cũng phải chịu nhục thay vì có thành phần cha mẹ đi theo giặc tàu mà để giết hại đồng bào mình. Không có cái nỗi nhục nào bằng đó. Giờ đi đâu mà hỏi cha mẹ làm gì? Cha đang bị tù. Sao bị tù? Dạ, cha là Cộng sản, ngoan cố, không chịu quay đầu. Đồng bào thấy chưa? Rồi chưa chắc gì đó là con cháu mình là được chính phủ giúp đỡ nữa. Là vì mình cướp của đồng bào mình bóc lột đồng bào mình cho con cháu mình thừa hưởng, ăn chơi này kia nọ đủ thứ. Thì bây giờ là phải chịu tội, chung với mình, cùng hưởng, bây giờ phải cùng chịu tội. Nhưng mà chính phủ sẽ không bắt con cháu mình đi tù đâu, nhưng sẽ không có những cái chính sách an sinh xã hội tốt. Có thể là thuộc dạng như là hạng 4, hạng 5, công nhân hạng 4, hạng 5, tùy theo. Nói như vậy để cho những người Cộng sản phải suy nghĩ. Con đường là mình chọn, không ai bắt mình hết đấy. Còn đồng bào Việt Nam là ngộ nhận, lầm tin cái thằng Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ phải trắng mắt ra, phải thấy rõ. Vì Đức Quốc Công đã thắng kiện Tàu Cộng ở tòa án môi trường quốc tế. Có nghĩa rằng thế giới sẽ biết hết. Và chúng ta thấy đó, từ từ, như chúng tôi nói, là chính phủ sẽ ngoại giao và để cho toàn thế giới biết được cái việc này. Nên Cộng sản không có giấu được. Và từ từ chúng ta sẽ thấy thông tin của những cái đài thế giới sẽ nói về Đức Quốc Công, nói về chiến lược của Đức Quốc Công, nói về tiểu sử của Đức Quốc Công. Nên cũng không cần những thành phần Việt gian nữa. Phải không? Vì Việt gian cuối cùng là cũng chạy theo báo đài của hải ngoại, rồi dịch lại, rồi cũng là nói này kia nọ thôi. Chứ làm được cái gì? Nên đồng bào phải ý thức ra được cái việc này. Nhất là người Cộng sản phải ý thức ra được cái cục diện này. Không có cái lối thoát đâu. Cái đường ray, cái chiếc xe lửa đã song song mấy chục năm nay rồi, không phải mới đây. Phải không? Cái đường ray đó song song là một bên là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, bên kia là chính phủ Hoa Kỳ. Đó, một cái đường ray nó song song như vậy thì chiếc xe lửa nó mới đi được hơn 30 năm nay và thậm chí còn hơn đó nữa. Nên nó không có điểm dừng cho đến khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị giải thể. Đó. Nên người Cộng sản không có một con đường lui đâu. Con đường lui duy nhất là trưng cầu dân ý. Con đường quay về duy nhất là trưng cầu dân ý. Con đường thoát Cộng sản tàu duy nhất cũng là trưng cầu dân ý. Bởi vậy chúng tôi trình bày cho đồng bào, cho cán binh bộ đội Cộng sản, đảng viên Đảng Cộng sản biết. Những gì mà Đức Quốc Công hy sinh bây giờ đã cống hiến cho đồng bào, cho những người Cộng sản có cái luật trưng cầu dân ý để thể hiện rõ cái trách nhiệm. Đó, phải thể hiện rõ cái trách nhiệm để chính phủ biết được là người hay bạn, là dân hay kẻ thù đi theo giặc tàu cũng qua trưng cầu dân ý. Đó, trưng cầu dân ý cũng là một cái chính sách cho đồng bào mình thể hiện rõ lập trường, trách nhiệm đối với đất nước khi bị Tàu Cộng xâm lăng. Cũng là một cái máy sàng lọc cho tất cả những người dân, luôn cả những người Cộng sản có thực sự quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc với đồng bào mình hay không? Hay là muốn tiếp tục theo giặc tàu, thờ giặc tàu để hại dân, hại nước? Nên chúng tôi muốn trình bày rõ như vậy để cho đồng bào, luôn cả những cán binh bộ đội Cộng sản, đảng viên Đảng Cộng sản hãy hiểu ra được
cái trưng cầu dân ý nó quan trọng như thế nào để cho dân tộc chúng ta thực sự đoàn kết để chống Tàu. Và cuối cùng thì Đức Quốc Công sẽ đưa dân tộc Việt Nam của chúng ta đi vào cái thời Thượng Quân Thánh Đức để sống một cuộc đời thánh trị, để chính phủ tái thiết lại đất nước, để cho dân tộc Việt Nam chúng ta cộng hưởng những cái thắng lợi của Đức Quốc Công đã hy sinh trong mấy chục năm nay. Rồi sau đó đó thì chúng ta sẽ biết được, và hậu thế, nghĩa là hậu duệ của chúng ta, khi mà hưởng được những cái điều mà Đức Quốc Công đã hy sinh, thì tất cả lúc đó sẽ hiểu ra được. Và lúc đó sẽ không còn Cộng sản nữa. Lúc đó Cộng sản, không có ai còn cái tư tưởng Cộng sản nữa. Vì đến lúc đó rồi, đó người dân sống một cuộc đời thạnh trị, cái gì cũng có, sướng, tự do dân chủ, đi nước nào cũng ngửa mặt lên. Phải không? Cũng ngửa mặt lên. Đó là đất nước là anh là ai vậy? À, tôi là người Việt. Nhìn cái passport người Việt đó là tự nhiên là được sáng. Là vì sao? Vì Đức Quốc Công đã cứu cả một cái thế giới. Trong cái vấn đề của Tàu Cộng này kia nọ, thì người Việt đi tới đâu mà không được nở mặt nở mày. Đó, đồng bào thấy chưa? Trong khi bây giờ người Việt đi đến đâu là bị khinh thường đến đó, đi tới đâu là bị thế giới coi như là cái dễ rách. Là vì đâu? Là vì cái thằng Cộng sản nó đang cai trị. Chứ người Việt vẫn là người Việt. Đồng bào thấy chưa? Người Việt vẫn là người Việt. Nhưng cái quan trọng là ai cai trị. Và cái passport mình cầm là cái passport gì? Đó, người ta đánh giá qua cái bề ngoài như vậy thôi. Chứ thực sự người Việt vẫn là người Việt. Nhưng nếu chúng ta bầu chọn Đức Quốc Công thì chúng ta sẽ rất là sáng sủa. Đi đâu thế giới cũng cười te toét. Vì Đức Quốc Công giúp cho họ thoát khỏi Tàu Cộng. Thì đi đâu mà chả, họ chả cười te toét. Chúng ta chỉ cần nói là chúng ta người Việt thôi. Vậy chúng ta chọn ai? Đồng bào suy nghĩ. Nên con đường duy nhất cho dân tộc Việt Nam chúng ta là trưng cầu dân ý. Chấm hết. Nên chúng ta phải mạnh dạn. Sẵn đây chúng tôi muốn chia sẻ cho đồng bào là người dân không cần phải thi hành bất kể một cái luật gì của Cộng sản đưa ra. Không cần phải làm theo bất kể một cái giấy nào của Cộng sản Việt Nam đưa ra. Luôn cả tòa án Cộng sản. Khi mà người dân nhận cái giấy của những cái tên Cộng sản đưa ra, hãy gửi vào trong chính phủ. Sau đó rồi, chúng tôi muốn biết được những tên Cộng sản nào, những tòa án nào mà để hành hạ người dân. Chúng tôi muốn biết rõ những cái tên đó là ai. Nên đồng bào phải ý thức ra được cái việc này và cho chính phủ cái cơ hội, cho Đức Quốc Công một cái cơ hội để gõ đầu mấy cái thằng đầu nỏ, đầu kêu là đầu sỏ Cộng sản. Phải không? Bây giờ là chúng ta làm cái gì? Chúng ta phải có bằng chứng. Đó. Văn phòng thường trực đã nói rõ cho chúng ta biết. Chúng ta không cần đóng thuế cho Cộng sản. Chúng ta không cần phải tuân thủ bất kể một cái gì Cộng sản đưa ra. Vì người dân chưa có ai bầu cho Cộng sản. Chưa có một người dân nào bầu cho Cộng sản hết. Nên không cần phải làm bất kể một cái gì mà Cộng sản nó yêu cầu. Hồi xưa vì chúng ta không biết chúng ta có một chính phủ. Nhưng ngày nay chúng ta đã có một chính phủ chính danh hợp pháp, chính nghĩa trước thế giới. Chúng ta có một vị lãnh đạo thương dân yêu nước trước thế giới. Và chính phủ, văn phòng thường trực đã cho đồng bào cái quyền là không cần đóng thuế cho Cộng sản, không cần tuân thủ bất kể một cái luật pháp nào của Cộng sản đưa ra. Nên những người Cộng sản mà muốn có đưa giấy mời này kia nọ, đồng bào cứ chụp những cái giấy mời đó, gửi đến cho chính phủ. Rồi không cần phải đi đâu đó. Còn nếu nó muốn, kêu nó đem sư đoàn tới cổng đồng bào đi. Lúc đó đó, thì chúng ta có rất là nhiều nhân chứng, rất là nhiều con mắt thì nó không có chạy tội được. Chúng ta cần những cái bằng chứng đó.
Nên chúng tôi chia sẻ rõ ràng với đồng bào như vậy để cho chúng ta đừng có mù mờ. Còn nhất là những công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì càng không cần phải tuân thủ bất kể một cái luật gì của Cộng sản đưa ra. Chúng ta phải mạnh dạn. Như chúng tôi đã trình bày, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã xiết cổ tất cả những tên đầu sỏ Cộng sản, không có tên nào nhúc nhích đâu. Đó, nên đồng bào không cần phải tuân thủ bất kể một cái gì Cộng sản đưa ra. Còn nếu mà đồng bào không tin và đồng bào cứ đóng thuế cũng bị bóc lột thì đó là cái lỗi của mình, là tại vì mình không tin. Đó, chỉ vậy thôi. Nên chúng tôi muốn chia sẻ rõ ràng để cho đồng bào nắm. Và chúng ta có quyền chia sẻ cái sự kiện Đức Quốc Công thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ và mặc định thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu Cộng vì Đức Quốc Công dùng giáo tàu đâm chệt. Thì đồng bào có thể đứng giữa bàn quan, đồng bào mình chia sẻ mạnh mẽ lên. Không, là tôi nghe nói Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ dùng giáo tàu đâm chệt. Mà ai mà không hiểu hỏi giáo tàu đâm chệt là bằng cách nào? Thì giáo tàu là thằng Hồ Chí Minh đâm chết thằng chệt. Thì thằng chệt phải đền 38.000 tỷ. Thì thằng Hồ Chí Minh là thằng tàu rồi. Nó nói như vậy. Thì chúng tôi cũng muốn người Cộng sản, những người an ninh Cộng sản bắt người dân mà giống như là vì cái chia sẻ sự thật này, thì chúng tôi cũng muốn biết những cái người đó là ai. Đó, chúng tôi cũng muốn biết những người đó là ai, thì khi về, khi chính phủ về thì những người đó không có chối tội được. Vì Cộng sản như chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó, Cộng sản là ông cố nội của nói láo và ngụy biện. Cái gì cũng có lý do đó. Nên chúng ta phải khoáng triệt cái lý do của nó. Nên chúng ta phải có bằng chứng. Chúng tôi nói như vậy thì đồng bào nên hiểu nhiều là chúng ta cần bằng chứng. Nên chúng ta phải thể hiện rõ cái lập trường. Chúng ta có quyền chia sẻ sự thật. Vì đây là cái sự kiện thắng Tàu Cộng 38.000 tỷ của Đức Quốc Công trước tòa án môi trường quốc tế. Nên khi mà đồng bào bị bắt về cái tội chia sẻ sự thật, thì chính phủ, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc sẽ thấy được là Cộng sản Việt Nam nó đang làm gì. Đồng bào nên nhớ rằng Cộng sản đã được Hoa Kỳ đưa vào kêu là Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Nhân quyền Bảo an Liên Hiệp Quốc, là họ đã đi vào luật pháp và công pháp của quốc tế. Nên khi mà họ đàn áp sự thật thì họ sẽ bị gõ đầu, là vì họ đã ăn nhầm cái củ cà rốt, phải không? Khi mà ăn nhầm củ cà rốt mà lạng quạng là bị đập lỗ đầu đó. Nên đồng bào phải ý thức ra được cái việc này và phải can đảm, như chúng tôi đã nói, đã trình bày với đồng bào, khi mà Chủ tịch nước Nguyễn Sinh Hùng khóa 2016 đã ký vào cái luật trưng cầu dân ý, để đưa cái luật trưng cầu dân ý đó cho đồng bào, thì ngay cái thời điểm đó thì Cộng sản là con cọp đã bị bẻ răng, bẻ nanh, bấm móng hết rồi. Phải không? Và từ từ cho nó ăn cà rốt thôi. Vì con cọp á, như chúng tôi đó trình bày với đồng bào, rất là ác độc, nó chỉ ăn thịt thôi. Nhưng mà một khi con cọp mà đã bẻ răng, bẻ nanh, bấm móng nó rồi thì nó đâu có ăn thịt được, thì cho nó ăn cà rốt. Phải không? Là đưa nó vào Hội đồng Bảo an kêu là Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đó. Nên nó mà có những cái hành động đi ngược lại với nhân quyền là cái đầu của nó là lủng liền, lủng sọ liền. Phải không? Nên đồng bào có quyền chia sẻ sự thật. Đây là một cái đường lối, một cái chính sách, một cái sách lược mà Đức Quốc Công đã đưa ra cho đồng bào mình, để cho đồng bào mình mạnh mẽ thể hiện rõ cái lập trường và chia sẻ sự thật thôi. Mình cần chia sẻ sự thật. Mình không cần nói một cái gì. Mình không cần chửi Hồ Chí Minh. Mình không cần làm mấy cái chuyện đó. Mình chỉ cần nói sự thật là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ dùng giáo tàu đâm chệt.
Đó, nói như vậy thôi. Còn ai muốn hiểu mà hỏi thì giáo Tàu đâm chết như thế nào? Là dùng thằng Hồ Chí Minh đâm chết thằng Tàu. Đó, thằng Hồ Chí Minh là thằng là cái giáo Tàu. Đâm chết thằng chết là thằng Tàu Cộng. Nên thằng Tàu Cộng phải đền 38.000 tỷ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì lúc đó thì đồng bào mình sẽ biết ra được thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu. Đó, chúng ta chia sẻ sự thật như vậy. Không có một cái thằng an ninh cộng sản nào mà dám bắt đồng bào với cái tội chia sẻ sự thật đâu. Vì chính những tên đó đó là những tên tội đồ. Và chúng tôi cũng muốn thấy được những cái tên tội đồ đó là những tên nào. Thì đồng bào phải cho chúng tôi thấy được cái việc đó. Và mình mạnh dạn đứng lên chia sẻ trưng cầu dân ý. Luôn cả những người cộng sản cũng vậy. Ở cái thời điểm này, như chúng tôi nói, sẽ đi đến cái thời điểm là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì bây giờ cũng đã như vậy rồi. Nhưng mà thực sự, khi Đức Quốc Công về nước, tất cả biên cương, biên giới đóng hết. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những tên gián điệp của Tàu Cộng, nó nằm ở trong nước, nó cũng chẳng có cách nào mà nó để liên lạc ở ngoài nước là qua nước Tàu đâu. Vì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nó không có liên lạc được đi đâu. Cắt hết tất cả những liên lạc. Nó nói như vậy để cho những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hãy an tâm. Mình chỉ cần trưng cầu dân ý. Mà trong khi trưng cầu dân ý hiện nay rất là an toàn, bảo mật này kia nọ, đủ thứ đó. Không có ai truy ra được cái việc trưng cầu dân ý đó. Thì người Cộng sản thừa hiểu được cái việc này. Phải không? Một khi trưng cầu dân ý xong là nó chỉ hiện về cái thẻ căn cước, cái số căn cước thôi. Và tất cả những thông tin nó biến hết. Phải không? Xóa hết. Đâu có truy ra được đâu. Đó, người Cộng sản hiểu được. Tất cả đồng bào đều hiểu được. Nên mình trưng cầu dân ý, mình cũng đâu cần khoe trương này kia nọ với ai. Mình chỉ cần chia sẻ sự thật. Mình có trưng cầu dân ý. Thì mình nằm trong cái danh sách là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Như chúng tôi đã trình bày. Cộng sản nó cũng biết được. Nó không bao giờ dám đụng đến công dân Việt Nam Cộng Hòa. Vì sao? Vì như chúng tôi nói đó, là Cộng sản đã ăn vào củ cà rốt. Họ đã ký phải giữ an ninh trật tự, tự do dân chủ cho đồng bào mình cho đến khi bàn giao chính quyền. Đó, họ ký với Hoa Kỳ rõ ràng. Phải không? Thì khi mà đồng bào, khi chính phủ về nước, thì đương nhiên những người công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã có số căn cước thì phải lên chính phủ làm căn cước này kia để cấp số căn cước. Mà bây giờ thiếu vắng thì cái thằng địa phương nó phải chịu trách nhiệm. Thế lôi cổ không cần nói nhiều. Phải không? Không cần nói nhiều. Vì chính phủ biết mấy thằng cộng sản nó tàn độc lắm. Chơi những cái chiêu trò giết người diệt khẩu bằng tai nạn xe cộ này kia. Những cái chiêu trò, những cái thủ đoạn của cộng sản. Đức Quốc Công nằm lòng và nắm rõ lắm. Phải không? Nên tất cả những người dân nào mà bị cái gì đó là người cộng sản phải quy vào cái trách nhiệm đó. Không có thoát đi đâu được. Không có lý do, không có biện hộ gì đó. Nó nói như vậy. Vì chính phủ biết được rằng cộng sản nó cai trị đồng bào mình, nó siết đồng bào mình chặt chẽ đến như vậy. Thì đừng nói đến cái chuyện mà người này đi đâu, đi kia này kia nọ mà không biết. Đến tận bây giờ mà sau 46 năm mà cộng sản cướp nước rồi, đồng bào thấy có phải đi tới địa phương nào là phải trình báo này kia nọ không? Đồng bào đã hiểu được cái việc đó rồi. Thì cái thằng cộng sản làm sao mà nó quy được cái trách nhiệm? Đó, chỉ cần là khi chính phủ về nước, kêu gọi đồng bào lên để lấy làm căn cước. Đó, mà không có thì sẽ truy ra. Và cái thằng địa phương nó phải chịu trách nhiệm. Cộng sản nó biết hết những cái việc này. Bởi vậy bây giờ chúng ta đã có hơn 8 triệu phiếu đồng bào mình trưng cầu dân ý. Mà chúng ta thấy cộng sản nó làm gì được gì. Đó, trong mấy năm nay nó làm được gì. Đó, nó như chúng tôi đã trình bày, nó cài nổi gián vào để nó tạo uy tín để đồng bào mình gửi danh sách trưng cầu dân ý. Nó nắm biết bao nhiêu ngàn, nhưng mà nó làm được gì? Đồng bào thấy chưa? Chẳng làm được gì hết. Nó chỉ hù dọa cho những người dân mà không có hiểu luật pháp này kia nọ thôi. Nhưng thực sự nó đã bị chồng cái luật pháp vào trong cổ. Không? Luật pháp đó là luật pháp của thế giới, của quốc tế, chồng vào trong cái cổ đó. Vì sao? Vì tất cả nó trúng vào cái mưu lược vườn không nhà trống của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Nó đem tài sản, vợ con của nó đi qua làm bên kia làm con tin hết rồi. Phải không? Nên gặp chuyện gì là cứ đem ra mà
xử cho đẹp thôi. Nó cũng thừa hiểu được cái việc đó mà. Luôn cả thằng Tàu Cộng cũng vậy. Bởi vậy, khi mà Hoa Kỳ đó siết cổ mấy thằng Tàu Cộng, đóng băng tài sản của những thằng mà nó ức hiếp đến người Duy Ngô Nhĩ đó, đồng bào thấy nó nhảy tưng tưng lên không? Nó cũng vậy thôi. Thì những thằng Cộng sản cũng vậy thôi. Nhưng mà mấy thằng Cộng sản đó, không những như vậy, không những bị siết cổ mà nó nuốt giống như là gai góc trong cổ họng, nó đâu dám nói. Phải không? Nó nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu. Con đường duy nhất là trưng cầu dân ý. Con đường duy nhất bây giờ là chia sẻ sự thật. Và không có cái sự thật nào mà nó tốt bằng cái sự thật đồng bào đứng lên đó, là chia sẻ với nhau là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ. Đó, chúng ta chỉ cần nói như vậy thôi. Chúng ta nghe nói Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ duy nhất cho dân tộc Việt Nam mình, mới thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ. Đó, chúng ta chia sẻ gì cho đồng bào mình. Và con đường duy nhất là đồng bào ai mà muốn hưởng được trong 38.000 tỷ này cùng với Đức Quốc Công và chính phủ thì trưng cầu dân ý. Đó, dễ vậy đó. Đó, nên chúng ta phải có cái ý thức và chia sẻ cho nhau như vậy. Nhất là những trong mà cộng đồng công giáo, tôn giáo chia sẻ, những người lãnh đạo tôn giáo này kia, nếu mà biết ra này kia nọ, phải chia sẻ mạnh mẽ về trong cái cuộc diện này. Đó. Còn nếu mà chần chừ hoặc là này kia cái nọ, đó, thì những người đó là nhiều khi cũng là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Vì đó là những người mà cũng là dẫn dắt con chiên, không? Mà dẫn dắt đi tới cái bờ vực thẳm đó và chuẩn bị là nhảy xuống hố hết. Là cũng trở thành tội đồ thôi. Rồi lúc đó sẽ tính sau. Nhưng bây giờ con đường duy nhất của dân tộc Việt Nam mình là trưng cầu dân ý và chia sẻ Đức Quốc Công thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ để cho đồng bào mình biết Hồ Chí Minh là thằng Tàu chấm hết. Chúng ta bây giờ đó, Đức Quốc Công đã thắng kiện Tàu Cộng rồi, nên chúng ta không cần, chúng tôi nói rõ cho đồng bào biết, chúng ta không cần Đảng Cộng sản Việt Nam thử DNA hoặc là thử vân tay này kia nọ nữa. Chúng ta không cần. Cái giai đoạn nó qua rồi. Đức Quốc Công đã thắng kiện. Thằng Tàu Hồ Chí Minh. Đó, thằng Hồ Chí Minh là thằng giặc Tàu Cộng. Chấm hết. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam có ngon thì đi kiện ngược lại ở tòa án quốc tế đi. Rồi lúc đó tính. Phải không? Còn bây giờ Đức Quốc Công đã thắng kiện. Thằng Tàu Hồ Chí Minh. Chấm hết. Đồng bào phải ý thức ra được cái việc này. Không cần phải tranh cãi. Vì Đức Quốc Công đã thắng kiện thì có gì đâu tranh cãi. Đức Quốc Công đã thắng kiện rồi thì có gì mà phải tranh cãi nữa. Thằng Hồ Chí Minh đã là thằng Tàu. Nếu không phải là thằng Tàu thì làm sao mà thắng kiện được. Đồng bào thấy chưa? Nên những người nào mà còn chưa hiểu, mà còn cổ suý cho Hồ Chí Minh, thì chúng ta biết nó là ai đó. Phải không? Chúng ta đã biết nó là ai. Mà chúng ta muốn mà tranh luận này kia nọ, chúng ta khỏi cần tranh luận với những tên đó. Chúng ta chụp lại những cái hình, phải không? Là nó nói như thế nào, bla 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 đó. Đó, chúng ta lưu lại hết. Khi chính phủ về, chúng ta chỉ cần trình lên cho những cái chính quyền địa phương của chính phủ là chúng ta biết những cái thành phần đó là ai, chống phá như thế nào, thì nó sẽ thuộc về công dân hạng thứ mấy, trong khi chính phủ sẽ cứu hết tất cả đồng bào mình rồi giải quyết những thành phần đó sau. Chúng tôi nói như vậy để cho đồng bào ý thức ra được cái việc này, không cần tranh cãi. Và chỉ cần tên nào mà cổ suý cho cái lá cờ đỏ sao vàng đó, cờ Phúc Kiến đó là thứ nhất. Tên nào cổ suý cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta chỉ cần chụp lại hết tất cả những cái cổ suý của đó, lưu lại những cái đó. Rồi sau này chính phủ về, chúng ta trình đến những cái chính quyền địa phương. Và chính quyền địa phương sẽ có những cái trách nhiệm. Thấy những cái việc này là sẽ liệt những cái người đó sau chót. Để giúp đồng bào mình trước, những thành phần đó sau chót. Vì đó là những người đang hại đồng bào mình. Hại cái công cuộc của Đức Quốc Công giúp dân cứu nước. Hại cái công cuộc Tàu Cộng đang cai trị dân tộc Việt Nam chúng ta.
Nên chúng ta phải ý thức ra được và chúng ta phải chia sẻ mạnh mẽ những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với đồng bào. Và chúng ta phải ý thức ra được việc này và chúng ta cần bằng chứng. Đó, cần bằng chứng là ai cổ súy cho Hồ Chí Minh, ai cổ súy cho Đảng Cộng sản, ai cổ súy cho lá cờ đỏ sao vàng, chúng ta cứ chụp lại hết. Thì hậu Cộng sản chúng ta sẽ giải quyết. Những tên Cộng sản ngoan cố, hậu Cộng sản sẽ thấy ra được và đồng bào sẽ thấy ra được cái việc này. Còn hiện nay, cái thời điểm đó nó chưa tới, thì người Cộng sản vẫn còn cái cơ hội quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc, quay đầu lại với đồng bào mình. Chỉ có Đức Quốc Công mới trả lại cái tự tôn, trả lại cái danh dự cho con người Cộng sản mà thôi. Qua cái việc họ phải trưng cầu dân ý và ký đạp mặt Hồ Chí Minh để thể hiện rõ cái lập trường. Đó. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến đây để cho đồng bào mình, cho những người Cộng sản phải ý thức ra được con đường duy nhất hiện nay cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta là trưng cầu dân ý. Thứ nhất là bầu Đức Quốc Công lên lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng ta. Thứ hai là chúng ta thể hiện rõ cái lập trường, cái trách nhiệm cho con cháu mình, cho chính mình. Nên chúng ta phải ý thức ra được cái việc này. Đó, nên chúng tôi chia sẻ như vậy để cho đồng bào được biết. Rồi, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến đây. Và chúng ta hẹn lại cái livestream kế tiếp. Chúng ta nghe một bài nhạc nối nhịp trùng dương của Đức Quốc Công và chúng ta chia tay.
đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cồn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ sông núi đợi chờ. Rồi. Cuối stream chúng tôi đã xin kính chúc quý đồng bào trong nước và ngoài nước được một đêm ngủ bình an, và chúng ta hẹn gặp lại. Thank you.